bấm bấm mấy đầu cơ, bấm phát chia sẻ em tặng quà mấy chị đẹp ơi. Em chào cả nhà nha, hôm nay nhiều mẫu mới lắm mấy chị ơi. Tối nay chị yêu nào mà bữa like rồi đó em không quay thiếu được á. Bữa nay em like em bù cho cả nhà mình làm 10 phần nha cả nhà, 10 phần làm 10 phần nha cả nhà ơi. Em tặng một phần 2 đô và 500 ngàn và một cái sâu mặt Phật Mẹ Quan Âm. Dạ. Em chào chị Trâm Hạnh ơi, em chào chị Ngân Hồ nha. Dạ em chào mấy anh mấy chị, mấy cô mấy chú bác. Cả nhà mình đang xem like em nha. Hôm nay nhiều mẫu đẹp lắm. Em chào cả nhà mình hết nha. Dạ. Chị Hoàng Lý, em chào Hoàng Lý nha, Kiều Nga, em chào Kiều Nga. Dạ em chào cả nhà mình. Tất cả các anh mấy chị đang xem like nha. Dạ Dương Quy, em chào Dương Quy. Mấy chế ơi, bữa nay đồ đẹp không nè. Nhẫn mẫu mới đẹp nữa nè mấy chế. Nhẫn giòn đẹp quá. Con lấy cái thước hậu cô đi. Hôm nay nhẫn đẹp nữa nè cả nhà ơi. Ồ đẹp chưa? Cái gì cũng đẹp hết nha. Nhẫn mẫu này em mới làm xong mấy trăm chiếc nữa nè mấy chế ơi. Chia sẻ rồi em tặng quà mấy chế đẹp ơi. Cái gì cũng đẹp hết trơn. Sòn nè mấy chế ơi. Ôi mẫu hộp trà này 15 ly nha cả nhà ơi. Nó đẹp xinh lung linh luôn á. Trang sức em là đeo ngày thường tắm giặt thoải mái không bao giờ bay màu. Nè mấy chế nhìn nè. Đẹp chưa? Mê không? Quá trời đẹp luôn. Em mới giờ làm xong luôn á. Trang sức bằng đồng đỏ, không phai không đen nha cả nhà ơi. Cái nào lấy nhẫn trà nè cả nhà. Nhẫn trà. Mới là dụng hai cái món pha đâu có tiêu rồi. Chia sẻ em tặng quà nha mấy chị đẹp ơi. Tối nay em tặng tới 10 phần nha. Dạ. Tối nay em tặng tới 10 phần nha cả nhà ơi. Con mấy con tài của cô. Dạ bữa em còn thiếu nợ cho mấy chị đẹp mình đó là 15 phần. Tại vì em thường khi em like là em quay bằng cái hệ thống máy á mấy chế. Mấy chế có chia sẻ thì cái máy nó tự động lưu mấy chị đẹp vô. Cái em quay bằng máy bữa đó không quay được. Cái máy nó bên của em nó bị lỗi. Bữa nay em sẽ bù cho cả nhà mình. Ai chị em nào có thấy em thì tối nay cuối like em sẽ quay nha cả nhà ơi. Em quay em tặng 10 phần nha. Tối nay là em tặng 5 phần nè. 5 phần thì hồi bữa là 5 phần là hồi bữa. Là bữa nay em thêm 5 phần là mấy chế đẹp mình bữa có chia sẻ đó thì tối nay quay là bữa nay nghe cả nhà. 5 phần này bữa nè, 5 phần là bữa nè. Còn là 1 phần đó thì 2 đô và 500 ngàn là hồi bữa 5 phần này nghe cả nhà. Lát em trả nợ mấy chế đẹp mình. Đó, cái đây là 5 phần hồi bữa nha. Rồi bữa nay em tặng 5 phần nữa. Tiền đô em cũng hết luôn rồi đó. Tối nay em chia sẻ một phần là 500 ngàn với 2 đô. Và cái quên mất tiêu rồi đó. Bằng cẩm thạch nha cả nhà. Là tối nay 5 phần nữa là 10 phần nha. Dạ, 10 phần nha. Rồi em like nhẫn cho cả nhà mình nha. Ủa nhẫn nó đẹp quá. Nhẫn bữa nay toàn là mẫu mới không luôn. Chị nào lấy nhẫn thì để em like. Dạ em chào cả nhà mình hết nha. Bình luôn hay chào Bình luôn nha. Có nhẫn liên ngựa màu xanh cẩm thạch không? Có chị. Nhẫn liên ngựa màu xanh cẩm thạch 125 ngàn chiếc chị yêu ơi. Có nghe chị. Có. Cái nhẫn nào cũng đẹp hết cả nhà. Trang sức em là bằng đồng đó mấy chị ơi. Không đen không phai. Dạ lên xi men đi chị. Dạ có xi men mẫu mới đẹp xin lung linh luôn 700 ngàn bộ 7 chiếc. Con lấy xi men lại hậu cô con. Chị nào hỏi nhẫn trên tay em đang đeo nè cả nhà. Đẹp chưa? Hàng nhiều lắm mà tại vì á em nói cho mấy cái đẹp nghe đơn em nhiều quá và nhiều luôn. Tết giờ em không có like thường được là tại vì á em không có gửi hàng kịp cho mấy chế. Em mười mấy nhân viên luôn đó mà không làm kịp á cả nhà. Móng tay mới thì cô kia còn lấy không để đâu. Đợi em nha. Đợi em cái. Từ từ cứ từ từ đợi em tới nay em
Em like cho cả nhà mình rất là nhiều mẫu luôn. Còn ôi, mẫu nào cũng đẹp như vàng mấy chế đẹp ơi. Đẹp lắm. Mấy chế thương cứ đợi em like không à, nhắn tin mai luôn chị đợi em like. Để em gái em tranh thủ em kiếm nhân viên đông, thiệt là đông 20 đứa, em đi em làm cũng like cho mấy chế luôn. Ngày nào cũng có đồ mới liên tục hết mà không like kịp. Dạ. Bây giờ em lên nhẫn cho cả nhà mình trước nha. Nè mấy chế thấy nhẫn nè. Em vô đá xịn cho mấy chế nhìn nó như vàng thiệt luôn. Mà trang sức bằng đồng của em là mấy chế nhìn nè. Chuẩn vàng 18 đẹp nha. Lo cắt lo bài đứt cái tay rồi. Rồi, chút xíu em lên nhẫn cho mấy chế nha. Có chị nào ở Simen mới hôm qua đúng không? Simen mà em mới quay đúng không? Đây. Cái mẫu này hồi tối em mới quay nè. Tối nay em có đủ ni nha. Mới làm xong nhiều ni lắm. Có ni 48, 50, 52, 54. Đẹp xỉu dạ. Ok em cảm ơn mấy chị nha. Trả lời lẹ quá em đọc không kịp á. Mấy con coi phụ hộ cô con. Dây đang đeo bao nhiêu? Dạ. Dây em đeo cộng này là 3 triệu nè. Ly ơi. Dạ. Qua hộ cô kêu lấy cộng dây này làm cho cô liền đi con. Cộng dây này, cộng dây nhỏ trên nãy cô có nói đó. Dạ. Rồi lấy cộng dây trên cái tủ xuống cho cô luôn. Cộng này. Học bi đâu đưa học bi qua cho Ly làm. Chị sao em đặt hôm 15 tới nay chưa có chốt? Không có ai gọi hả? Có em ơi. Hôm 15 là bữa chị khai trương. Là có điện, nếu mà em không có nghe máy là chị hủy đơn rồi. Bữa nay em đặt lại giúp chị nha. Em gì nè. Chạy lẹ quá em đọc không kịp cả nhà ơi. Chị yêu ơi, chị yêu nào lấy cái bộ xi măng này nè chị yêu. Nồng của em là không có bao giờ phai hết. Rửa xà bông thường xám bóng đẹp nha. Em bao cả nhà mình đeo cả đời luôn. Chị nào có mua thì cứ gửi trang sức đồng mình mang em. Nó dần dòng sen lạc đó mấy chế. Trên đường Trần Đại Nghĩa. Dạ không ai gọi. Có em Tiền Nguyễn ơi, bên chế là gọi 2 lần đến 5 lần. Mà mấy chị mình tối nay, thí dụ như tối nay có mua, mấy chị mình có đặt đó là ngày mai nhân viên em có điện. Mà ngày mai điện không kịp thì đêm Ngày mốt điện mấy chị không nghe máy, chừng 3 lần đến 5 lần thì mấy nhân viên em sẽ điện cho mấy chị khác. Nếu mà không có điện mấy chị không nghe máy nhiều lần là nhân viên em ưu tá không giao hàng được, là không có điện nữa. Thì mấy chị có thấy em nữa thì mấy chị đặt lại giúp em nha. Không có ai gọi hết. Dạ Thanh Tiền ơi, chào Thanh Tiền nha. Tối nay em có đặt chị giờ hàng mới không nè em? Chị like em đặt lại giúp chị nha. Ngày nào cũng mẫu mới liên tục hết á. Mấy chị bấm nút kết bạn với em, bấm nút trang em đăng trực tiếp nha mấy chị. Dạ. Chị chụp màu cho em, chị chụp mẫu cho em. Dạ Châu Nguyễn Châu ơi, chị Mai cảm ơn em. Dạ bây giờ là có mẫu mới nhiều lắm, ngày nào cũng có hết, nhưng mà tại em chụp không kịp. Dạ em rảnh em sẽ chụp em quay lên cho mấy chế đẹp mình coi nha. Dây chuyền nhỏ đang đeo luôn. Dây chuyền nhỏ em đang đeo là có 650.000 thôi. Con lấy lại hộ cô coi. 650.000 dây này nè. Còn cái mặt thì thì 80.000. Là chị nào lấy dây á thì 650.000 em bao ship, còn cái mặt thì 80.000. Nha cả nhà ơi. Dây nhiều lắm, bữa nay em rất là nhiều mẫu. Dây trên thì con trên cái tủ. Chạy lên lấy cái tủ con đỏ màu trắng. Rồi. Chị nào hỏi xi măng nè chị yêu ơi. Xi măng này hồi tối em mới quay mẫu mới nè. Chị nào lấy mẫu này là xi măng 001 giúp em. Dạ, xi măng 001 giúp em nha cả nhà. Rồi, xi măng 001 giúp em. Rồi em lên mấy mẫu xi măng cho mấy chị coi xong cái đầu em sẽ la nhẫn cho mấy chị nhiều lắm. Rồi. Cái này sao tụi con để có mấy bộ cái đây vậy? Cái này nãy mới làm rồi xong nhiều lắm mà Ly đâu rồi? Dạ. Ủa Ly chưa thì con chạy qua bển làm gì Ly? Con làm cái gì chứ cô nè? Cái đó là mau lắm mà, chắc chắn là làm vô liền. Con làm một cộng thôi. Chị nào hỏi cái cộng dây em đang đeo nè cả nhà ơi. Dây em đang đeo nè. Cái hộp bi em đang đeo là hộp bi trơn, không có sòn, có 50.000 thôi. Dạ, có 50.000 thôi nè. Em mua cặp vòng 270 mà không ai điện chốt đơn. Mấy chị. Chị mấy con ơi nghe máy hộ cô kìa. Mấy cô bắn dấu không điện quá trời luôn. Đó là mấy cháu em chắc nó nhiều đơn quá, nó giấu quá mấy chị. Tiêu rồi. Xin bé mã một bao nhiêu không? Chị ơi hỏi mấy chục lần không có trả lời. Dạ trời vô em trả lời nè chị. Cái từ mấy chế tối nay tôi thêm em mẫu đẹp không à. Simen 001 để Simen giùm em nha chị Úc Hạnh ơi, cho số điện thoại giúp em. Dạ bông em đang đeo là bông tàu to, có 200.000 đôi thôi. Bông tàu to 200.000, 200k bao ship. Mấy cháu ơi từ từ. Dạ mấy cháu ơi, nhân viên em điện có gì chị nha
cứ xem trực tiếp ai vừa ý nào thì chốt. Dạ có rồi, ai vừa ý nào chốt mẫu chốt mã giúp em nha. Em lên nè, cảm ơn chị nhiều. Dạ bông em đang đeo là 200k, mấy chế đẹp bơi bông tàu 200k mã 40 giúp em. Cái rồi nãy ta quên tắt rồi, con tắt cái đó giúp cô coi. Tắt Ly đâu vậy? Không con biết rồi. Ly ơi, chạy nữa qua đây hộ cô cái này cái. Không, mấy cô đang điện đây, cái máy nãy quên tắt wifi nè con. Quên tắt cái gì chứ, động máy bay nè. Mấy bạn này mới, mấy bạn không biết đâu, hồi lời tới đăng ra luôn kìa, con thấy không? Con tắt, xong rồi con tắt wifi giúp cô. Rồi, tiếp tục. Rồi, vô tắt wifi. Xin lên mã 21 còn như vậy, tắt wifi. Tắt chế độ máy bay, xong rồi vô lại rồi. Chết mộ, chặt đá ra luôn. Máy chế đợi em cái nghe máy chế. Cái máy nó máy nào gì? Con vô lại đi, rồi con thoát ra vô đó. Ok. Cả nhà thông cảm giúp em nha, tại em mới là em quên tắt chế độ máy bay cái nó mấy chị điện á. Dạ, đồ bông em đeo là mã 40 nha máy chế, 200. Rồi, thế nào lấy dây chuyền, em đang cầm là dây chuyền chữ công nhỏ chừng 7-8 chỉ, móc tròn nha mấy chế yêu, 650.000. Chị nào lấy hộp bi á, hộp bi nè, dễ thương không? Cái này mấy em trẻ trẻ đeo rất là đẹp nha. Cái hộp bi này là nó có 80.000 hộp bi. Còn hộp bi trơn là con cho con đọt đi con. Con đọt trắng hết xuống ở trên đó. Lớn hả? Rồi em sẽ live stream cho mấy chị đẹp coi nha. Mấy chế, đợi em tí xíu, tối đây nhiều mẫu đẹp lắm. Đồ em là dây chuyền đó, cái con đang nhịn đó, màu trắng con đang nhịn. Em nhân viên mới không mấy trái ơi, thông cảm cho em, mở kêu nó cái đồ đó không biết được lấy nó đó, mấy trái đừng giận, mấy trái đừng có la từ từ, tại vì mấy cái nhân viên cũ em cho kỹ hết rồi, giờ nhân viên mới không à. Hùng đang đeo mã gì cô? Lì nó biết nó chạy nữa, dòng này mới gì đâu con, nên lại coi đi lên dòng lên mã cho đây. Trời ơi, tụi nghiệp có Ly nó gành nè mấy trái ơi. Cứ ghé một Ly không à. Dòng con chưa lên mã hả? Dạ chưa. Sao lên mã cho con luôn? 700 dòng. Rồi. Lên mã 00 dòng. 001, 002 đi cho mẫu mới luôn, tính lên mã 00 hết luôn đi con. Rồi em lên cement nha. Em lên cement nha. Mấy cái đồng cảm giùm em bữa nay lúng túng. Từng luôn. Định nhận từ từ. Tối quá em ơi. Dạ. Tối lắm hả chị? Em cũng không biết sao. Chắc bạn yếu hay sao ta? Là tối không hả chị? Chị ba đẹp quá, cảm ơn cả nhà. Dạ ximen tài lộc giùm em nha cả nhà ơi, phá hộp phá lưỡi gà như vàng thiệt nha. Ximen tài lộc mấy chế đợi em cả nhà chút xíu nha. Ximen tài lộc nha cả nhà, 700 một bộ 7 chiếc. Dạ của em là đồng chị ơi, của em là đồng đỏ nha mấy chế. Đeo ngày thường rửa xà bông rửa chanh đeo đẹp. Mai ơi chị Mai ơi, em chào chị. Dạ chị Phương Quỳnh ơi, em chào Phương Quỳnh. Dạ em chào mấy anh mấy chị đang xem live hết nha, em chào cả nhà mình hết nha. Lâu quá rồi mới thấy chị, mới thấy bạn nha Thanh Ngô. Dạ hồi tết trời em live được có 2 lần à, có 1 lần có 2 tiếng hồ à, mấy chế thông cảm giúp em. Em nhiều đơn quá trời luôn mà ngày nào cũng đồ đẹp. Dạ mặc đồ đẹp và cái tóc trẻ mà dạ. Tôi nói lô khen rồi quên nữa. À, lắc em đeo. Trời ơi mấy chế ơi, đợi em lai ximen cái. Em lai ximen cái rồi xong em lai lắc nhỏ cho mấy chế nha. Ximen tài lộc 700. Rồi. Đợi em nha. Ximen 6 ly 800. Cái này đeo cặp được nha mấy chế. Hai chiếc là 250 em bao ship. Ximen 6 ly kim cương giúp em. Ximen 6 ly kim cương nha. Rồi. Ximen 7 ly kim cương. 7 ly nè mấy chế. 7 ly 850.000. Hai chiếc là 270.000. Rồi, để em chỉ cho cả nhà mình luôn nha. Cái phá là mở gì nè. Cái phá bật mở gì nè. Nè, đó, em có làm cái chấu nè. Mấy chế coi nè. Đó, nó không bao giờ xúc nha. Nè. Nó không bao giờ xúc. Hàng nhiều lắm, mới là mẫu mới quá trời luôn. Mấy chế đợi tí xíu nữa em sẽ. Em sẽ like nhiều mẫu cho mấy chế. Tối nay em sẽ tranh thủ em là thật là nhiều mẫu cho mấy chế đẹp mình nha. Rồi em chỉ cho mấy chế đeo cái vòng này. Mấy chế mình có bằng cá chặt dừa chặt thịt gì đó, nó có xúc thì mấy chế mình em chỉ nè. Cái nút nằm trong nó có cái phá nè, đó. Nó có cái chấu rất là sâu luôn. Mấy chế bẻ đại lên đi, bẻ đại lên cao tí xíu. Cao hơn cái bên nằm trên. Cái nằm trong cao hơn cái vòng ở trên. Là khi mấy chế gài vô
đó nó kêu một cái cốc luôn, vĩnh viễn không xúc nha. Cái dòng 7 ly và cái dòng bột thân là máy chế làm như vậy. Dạ, dòng 7 ly này máy chế biết cách sử dụng thì không bao giờ xúc. Đó, nè em xây hết cái dòng cho máy chế coi. Tại vì cháu em nó gài vô đó, nó chưa có mới á, nó chưa có nó bu bu quá trời luôn. Em đang sửa nhà là em làm bự lên nữa cho máy chế. Em đang sửa nhà mấy ngày nay quá trời luôn, bu bu quá. Đó, gài vô cái cốc nha máy chế. Bộ xi măng này là 7 ly, 850.000. Một bộ 7 chiếc, chế nào lấy 2 chiếc 270.000, em bao ship cho cả nhà mình. Lấy 2 chiếc đeo thử đẹp, lấy nữa cả nhà ơi. Không xúc nha. À, con ơi cho cô cái quạt, con đứng đó là con che hết rồi là cô cãi. Dạ. Đúng rồi. Đấy, đấy, rồi để đó đi. Cho cô xin cái miếng đợi em cái máy chế ơi. Chảy mồ hôi luôn. Rồi, cho cô xin. Dạ. À cả nhà ơi, dạng của chị Mai đẹp lắm. Dạ không có đen mà không có vai cả nhà ơi. Dạ em cảm ơn mấy chị đang xem like em cảm ơn cả nhà mình. Cảm ơn Phương Quỳnh thật là nhiều. Cảm ơn mấy chị tin tưởng mua đồ em. Giữa sợi bông giữa tranh cho trời ơi, nó đeo như vàng thiệt vậy mấy chế ơi. Nha. Rồi em lên xi măng xong chút em like lắc tay em like nhẫn like dây chuyền rất nhiều mẫu cho cả nhà mình nha. Ly ơi. Sao con không thêm bài luận bình luận vậy con? Con chỉ mấy bạn ghim đi một mình con làm, con chỉ Nana với con My đồ làm phụ ấy. Mình ơn con ôm hết trơn. Chỉ mấy bạn phụ. Rồi cái mẫu này là 7. 7 chiếc 850.000 nha cả nhà. Em đang nhiên cột mới không à, mấy chế thông cảm giùm em. Mười mấy đứa đó mà nó không có gì cần. Cái nhận cái xi măng này là xi măng của Tài Lộc phải không, có like rồi mà đúng không? Tài Lộc em like rồi. Ủa sao Ly lấy hai mẫu tài lộc cho cô Ly? Đâu? Dạ mấy chế đẹp ơi, dòng xi măng này dòng xi măng dạng sử cắt tường. Mua hàng nhà chị Mai khó lắm, nhắn tin cũng không ai trả lời, điện thoại không ai bắt máy. Trời ơi mấy chế ơi, biết sao không? Nhiều đơn quá thiệt luôn. Mấy chế đừng giận nha, cho em lúc nào mà em mấy chế mua em mừng lắm, em cũng bán hết thiệt. Ai mua em cũng bán cho hỏi chứ giờ làm ra mà không có kịp luôn á mấy chị. Tại em vừa bán sỉ vừa bán lẻ mà vừa khách lại nhà nữa mà nhân viên em không làm kịp, nhiều lúc có tin nhắn nhiều quá chưa có coi kịp. Thông cảm giùm chị, đừng giận nha. Em Lan Hoàng ơi, cái để số điện thoại giúp chị đi, ngày mai nhân viên điện cho em nha. Em mua gì em nhớ mã giúp chị, đừng giận nha em. Rồi xi măng này là xi măng cát tường giúp em nha mấy chị. 730. Rồi 730 là xi măng cắt tường. Rồi xi măng chờ neo. Xi măng chờ neo là 600 nha cả nhà. Phá lưỡi gà như dần thiệt. Chị nào muốn nông thì em làm nông cho cả nhà mình nha. Xi măng chờ neo 600. Vinh Hoa Phú Quý là 700. Vinh Hoa Phú Quý 700. Rồi xi măng kim cương 4 ly mã số 1. Phá lưỡi gà như vàng thiệt. Chị nào có thích làm nông thì em làm cho nghe cả nhà. Cứ lô mai ơi, xi măng mẫu số 1 làm nông cho chị một bộ 707 chiếc. Còn xi măng tài lộc làm nông cho chị thì shop em sẽ làm cho mấy chế hết nha. Xưởng em bán sỉ và bán lẻ xưởng nhà luôn, mấy chế yên tâm. Mấy chế mua đồ bên em là yên tâm. Giống như mấy chế mua hàng chiếc nhẫn vậy nè, là có khách mộc xưởng em trong đây hết nha. Hello anh Tài Vinh ơi, em chào anh Tài Vinh. Tết giờ mới like được 3 lần. Mấy anh Tài Vinh đây, chào anh nha. Mấy anh chị có đang xem em mà có mua bán mà trang sức hay mỹ phẩm gì có ế cứ mua trang anh Tài Vinh đi, đắt lắm nha mấy anh chị. Thiệt á, anh đó nhiệt tình mà làm thiệt, làm bởi vì ngày nào em bán đắt là nhờ anh Tài Vinh từ xưa tới giờ. Em bán đắt lắm nhờ anh Tài Vinh thiệt. Mấy chế mà like Facebook mà thí dụ như mình không có tương tác, đâu có ai thấy mình đâu, đâu có ai biết đúng không, mà phải có người biết mới bán đắt. Em cảm ơn Tài Vinh này, 600 mấy anh Tài Vinh này, 673 người rồi, 675 rồi. Em chào anh nha, em like anh Tài Vinh này, bye bye. Kéo lên hơn ngàn luôn anh Vinh này. Dạ xi măng này, xi măng 2 ly nha cả nhà, chấm bi 2 ly. Cái mẫu này là em bán cho bằng nó đẹp. Một chị mà lấy 3 bộ rồi á, điện thoại lại Mai ơi, em nhận 3 bộ dòng đẹp quá, giờ em đặt thêm 4 bộ nữa luôn. Thiệt, mấy chế lấy một bộ thử trước đi, xong mấy chế lấy nữa nha. Cái mẫu này là có 550.000 mà nông nha mấy chế, tại vì nó nhỏ.
nó nhỏ mà làm phá nó yếu lắm. Còn em nói trước với mấy chị mình là chị em mình ai mồ hôi muối là đeo dây chuyền đồng dòng xi men không được nha cả nhà. Dây chuyền đồng dòng xi men không được, nó bị ngứa, nó bị dị ứng. Tại vì cái này là đồng nó, chị em mình mồ hôi muối thì cái cổ mình nó cái mồ hôi nó mặn đó thì nó bị ngứa. Còn tất cả chị em mồ hôi dầu là đeo đồng đẹp lắm, đeo càng ngày càng bóng hới sáng giới luôn. Nhầm chị không biết thì nói ủa sao chị Mai nói đeo đồng đeo ai đeo cũng được. Dạ không nha cả nhà, đồng mồ hôi muối là dây chuyền đeo không được, dòng xi men đeo không được. Còn tất cả 100 người chỉ có 2 người đeo không được thôi, còn chị em nào đeo cũng được hết. Riêng chị em mình mồ hôi muối là đeo dòng xi men không được, đeo dây chuyền không được. Còn nhẫn đeo được, lắc tay đeo được nha cả nhà, cái gì cũng đeo được, có trừ ra dòng xi men dòng xi men với gì với chị. Dạ chị Thu Hà ơi, em chào chị Thu Hà nghe chị. Em tại Bình Luận đông quá, em chị có thích mua đồ em thì chị cứ coi mấy chế mình đang coi em, thì ví dụ mấy chế thích shop nào mua shop đó. Trang sức đồng mình may em là 8 năm rồi, em không phải mới bán như người ta nghe cả nhà. Nhà em là số nhà 18, khu dân cư Tiến Thắng, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Em bán mối và em bán sỉ cả thế giới. Dạ, em thấy em trả lời liền nghe chị yêu, chứ không phải thấy mà không trả lời như người ta đâu. Dạ, ai em cũng trả lời, ai em cũng quý hết á. Chị em mình ai cũng bấm mỗi tay nha cả nhà ơi. Em nhầm khi em đọc không kịp, cả nhà cũng thông cảm giúp em. Dạ, em like xi men nghe cả nhà. Dạ, mẫu này là mã số 20, 550 ngàn xi men nông giùm em. Mẫu này đẹp xuất sắc luôn. Rồi, mấy chế ơi, thông cảm giúp em. Xi men này, xi men kim cương nghe cả nhà ơi. Xi men nông giúp em nha. Cái này nó cỡ ly mấy, không tới 2 ly, nhưng mà một bộ nó cũng 550 ngàn. Mấy chế đeo uy như vàng thiệt luôn. Đẹp, rửa xì bông, rửa cho em sáng giới nha. Mẫu này mã 21 là 550. Rồi, mẫu này là mã 22, như vàng thiệt. Ba mẫu này là như vàng thiệt. Đặt cộng nhỏ. Mấy chế đeo uy như vàng thiệt đặt luôn. Một chiếc nó còn một chỉ nha cả nhà. Mấy chế cứ yên tâm mua đồ em, rửa xì bông, rửa chanh. Thì mấy chế mình, chị em nào có mồ hôi muối mà đeo nó có dị ứng, có ngứa thì shop em sẽ đổi cho cả nhà mình hết. Chứ không bao giờ bán mà qua cầu hút dán như cả nhà. Có dị ứng, có mồ hôi muối là chị nào mình khi mình đâu có biết mình là mồ hôi muối đâu, đúng không cả nhà? Một ngàn người, chỉ có một người ngứa thôi. Dạ, hỏi hoài không có trả lời. Dạ, điện thoại không nghe máy. Nhân viên em đang nghe máy mà mấy chế yêu ơi. Rồi, xi men này là mã 22 giúp em nha, 550 ngàn. Mấy chế thương em, cho em một nút chia sẻ đi mấy chế đẹp. Rồi, em con lắc cắt xi men lên đi con. Mấy chế ơi, tối nay em tặng tới 10 phần nha mấy chế. Mấy chế có đường ngủ thì mấy chế ngủ cuối like, mấy chế coi lại. Em không có bắt mấy chế mà chia sẻ cho em. Xong cái đứng canh em hoài, tụi nghiệp thiệt. Em là người thiệt, chơi thiệt, nhà thiệt, bán đồng thiệt, không bán tùm bậy. Hồi nãy cái em trai đó, hai em, nãy mới là nhà em mới vừa đi. Ủa chị Mai tặng tiền thiệt luôn hả? Trời ơi, không lẽ chị Mai bán thiệt mà chị Mai nhà vậy mà chị Mai bán vậy mà chị Mai chơi giả. Cái nó cười quá trời luôn, mới vừa đi á. Em ra, em lấy cái bị em ra. Em móc tiền ra, em nói em like em tặng 10 phần. Em trai nó hỏi em, chị Mai bộ chị Mai tặng tiền thiệt luôn hả? Trời ơi, nó hỏi em câu mình không biết trả lời luôn. Em lẽ em giả lắm hả sao trời. Mấy chế nhìn em nè, thiệt nha. Ê, chạy lại lấy 5 cuốn kinh cho cô con. Kinh cô vô bọc vẫn lấy đại 2-3 cuốn qua, 2-3 bọc qua. Mẫu xi men kim cương 21 phá lưỡi gà. Dạ không chị, cái mẫu đó em làm phá lưỡi gà được nha. Mẫu đó là chấm mẫu. Nè bây giờ bữa nay em vô kinh sẵn cho mấy chế hết rồi. Đó, vô bột bọc vậy là 5 cuốn nè. Chế nào lấy kinh không đồng. Mấy chế đẹp rồi nha. Sẵn kinh không đồng em vô sẵn hết trơn nè. Đó, bữa nay nhân viên đông vô sẵn cho mấy chế hết. Một phần 5 cuốn. Chế nào lấy á mà 2 phần gì cũng được luôn, 3 phần cũng được luôn. Mình lấy mình đọc, hay là mình cho chị mình, cho mẹ mình ha, cho ba mình đọc, bạn mình đọc. Đừng bỏ hai mấy chế, bỏ mấy chế tội chứ em không tội nha. Dạ, 5 cuốn, một phần 5 cuốn. Một phần 5 cuốn nha cả nhà ơi. Là kinh là 5 cuốn em gói sẵn hết rồi. Kinh chú Đại Bi nè. Rồi kinh Dược Sư nè. Rồi kinh Nghi Thức Sám Hối nè, 6 căn nè. Rồi kinh A Di Đà nè. Rồi kinh gì? Lời dạy cách
trừ quan gia giáo chủ á mấy trái đó, sáu nghiệp kiếp trước của mình. Rồi mấy trái ơi, mấy trái cứ đọc đi, em lấy không đọc em bao ship cho cả nhà mình. Chị nào cứ không có mua trang sức, thích lấy tặng kinh là để tặng kinh cho số điện thoại, cho địa chỉ, một phần 5 cuốn, không lấy tiền nha. Không, mấy trái không cần cho bưu tá đồng nào hết, em bao hết rồi, em gửi tới nhà mình. Tới mấy trái mà có lấy kinh thì ở tỉnh cỡ khoảng tuần tới 10.000 nha mấy trái, tại vì đơn em nhiều quá, đơn em nhiều quá và nhiều luôn thiệt. Hồi tết giờ em like được có 2 lần, mỗi lần có 2 tiếng thôi, mà em nói mấy trái ơi, mười mấy nhân viên gói hết việc, và nhờ mấy chị em mình thương, nhờ Phật độ á thiệt, nhờ Phật độ nè. Chị Thảo Nguyễn ơi, chị lấy kinh cho em số điện thoại, cho địa chỉ nha chị. Mấy chị em mình có lấy kinh đó là em không có điện nha mấy chị, tặng kinh cho em chị số điện thoại chị Kiều Nga, cho địa chỉ giúp em nha cả nhà, 5 cuốn, không lấy tiền nha. Mấy chị không cần cho bưu tá đồng nào hết, em bao ship rồi, em bao ship rồi, tặng kinh. Chị nào lấy 2 cuốn 3 cuốn 5 cuốn nhiều lắm nha, em làm một phần em đặt tới 1.000 cuốn luôn. Mấy chị cứ lấy đi. Rồi tặng quà không đồng kinh, tặng cái phần này nè là 10 phần nè, 10 phần nè, 5 phần là 5 phần là sâu chuỗi này, rồi 5 phần là sâu này, sâu đó, sâu cẩm thạch xanh này, là 10 phần nha cả nhà. Mấy chị mình thương em chia sẻ thì mấy chị lớn tuổi hay là mấy em lớn tuổi hay là mình có công việc thì mình cứ bấm nút chia sẻ là cái máy em nó luôn mấy chị. Rồi cái mấy chị đi ngủ đi hay đi chơi đi, cái ngày mai á chưa khi nào mình rảnh mình bấm vô cái like em đang xem là trang sức đồng Bình Mai, trang sức đồng Bình Mai đó, cái mấy trái xem cuối like á. Hôm qua mình có chia sẻ cho chị Mai mà không biết mình được hên chúng không, thì mấy trái coi lại, chị nào có chúng thì cứ kết bạn Zalo shop em 3 số điện thoại Zalo chính cho cô số điện thoại coi em số điện thoại đâu nha. Em cho mấy cái số điện thoại, 3 số điện thoại chút đơn. Dạ, Zalo. Lại em cái nha mấy chế. Dạ, quá. Không có cần tiếp tâu luôn rồi đó. Ly ơi. Ly nữa. Cái chúng thì mấy chế cứ kết bạn Zalo mấy chế hay là Facebook đang coi á, mấy chế cứ gửi qua bên Messenger là em chỉnh. Em gửi bao ship tới nhà cho mấy chế nha. Không có tốn đồng nào hết nha. Chơi thiệt. Người thiệt, đồng thiệt, không bao giờ nói bậy nha cả nhà, tặng thiệt, chết có mang theo không mấy bà ơi, chết rồi nằm trên đống đồng thì chết cũng có mang theo được gì, bộ đồ cái nút áo tay còn lắc lại nữa. Rồi bây giờ là giờ nghỉ 8 giờ like nè, bắt đầu like nè nha, chia sẻ ha, được em cho anh cũng chia sẻ, em sức mồ hôi luôn rồi, tối nay sao kỳ gì đây. Trời ơi con ơi, con chạy lấy lá gà nước ở chỗ cây cỏ của cho cô đi con. Rồi em lên nhẫn nha. Nè, đẹp chưa? Wow. Ủa, nhẫn này đây, cho mấy chế xem nè. Nhẫn em có đủ đi. Shop em có bỏ sỉ bỏ lẻ toàn thế giới luôn. Mấy chế lấy đi, không bao giờ bay vào nha. Nhận hàng trước khi trả tiền. Trong chiếc nhẫn có khắc mộc. Đó, shop Bình Mai trong đây hết nha. Tặng kinh cho em địa chỉ nhà mấy chế ơi. Rồi, tặng kinh cho em xin số điện thoại địa chỉ nhà, không tốn tiền nha. Hai phần thì để tặng kinh hai phần đó, tặng 2 cuốn hả, đâu có, một phần tới 5 cuốn lận chị ơi, một phần trong đây 5 cuốn lận, lấy đại hết đi, không có tốn tiền đâu. Rồi lên nhẫn nha, em lên nhẫn nè, chuẩn bị lên nhẫn cho cô con, một phần 5 cuốn kinh trong phần 2 cuốn nha. Dạ chị si Helly ơi, chào chị Kiều Nga ơi, tặng kinh cho em số điện thoại chị à, thấy rồi. Bữa em xin kinh nói hết hả? Dạ đúng rồi, bữa nay mới có lại chị Kiều Nga. Bữa xin kinh nói hết là hồi lúc cuối năm hả? Cô Kiều Nga xin kinh đứa nào nói hết kìa, nhiều lắm, bữa nay nhiều lắm, lấy đi. Rồi nhẫn này là mã gì đây, Ly nó cho mã gì đây, 007 cả nhà ơi, 300 nha, hộp 15 ly sòn xung quanh luôn. Ôi ôi, màu trắng, màu trà, màu xanh lá nha, màu xanh lá đậm nha mấy chế ơi. Rồi nhẫn này là 007, 2 con số 0, con số 7, 300.000 em bao ship. Dòng chờ neo đi 54. Dạ có chứ yêu ơi, dòng mẫu mới nè.
dòng mẫu mới nè, chết 700.000 nè, trời ơi màu xanh lá đẹp xuất sắc không. Rồi cái dòng Chanel, dòng Chanel cho cô, cái con dòng Chanel cho cô đi, dòng Chanel cô mà hỏi nè, đúng rồi có ba màu không, đợi em cái nghe mấy chứ, em mở chiếc vòng ra thế nó đeo vô mình lên đeo được, cô đeo hộ cô nha. Đợi em cái này chứ đẹp ơi, chút xíu vòng nhiều mẫu lắm, đợi em chút xíu nha. Lấy nào lấy cái gì đợi em. Cái vòng vòng Chanel 800 mấy chứ ơi. Vòng Chanel 800 màu tím, màu xanh lá và màu trắng. Dòng Chanel chị vào hỏi 800 giúp em nha. Rồi dòng Chanel 800. Em lên nhẫn. Em lên nhẫn. Em lên nhẫn nè cả nhà ơi. Nhẫn 007 300 sòn 15 ly. Thích trà thì lấy trà, thích trắng thì lấy trắng, thích xanh lá lấy xanh lá. Rồi em lên mẫu khác nha. Nhẫn nhiều lắm. Em bao ship cho cả nhà mình. Bao ship cả nhà mình. Nhẫn tóc còn còn nhiều không ly? Hết luôn hả? Dạ. Ôi ôi nhẫn cốc nó đẹp quá trời luôn mà em mới làm xong nè. Bây giờ chị nào lấy cốc kim tiền 200. Không. Ủa không không bột đâu Ly. Không không bột cốc kim tiền, cốc kim tiền 002 mà. Đợi em chút nha mấy chế. Sao không thấy em gió dài không? Cốc. Cốc màu còn không lên. Con chỉ cho mấy bạn làm phụ đi không? Khi cô hỏi con chạy qua bệnh. Chỉ cho mấy chị khi làm phụ đi. Ở đây cô hỏi con biết được. Chỉ cho mấy bạn chút đơn phụ luôn. Dạ cốc mấy chế ơi. Cốc này là cốc kim tiền. Em có xanh lá và đỏ nha cả nhà ơi. Bích Nguyễn ơi, mày chào Bích Nguyễn nha. Em chào mấy anh mấy chị đang xem live hết nha. Cả nhà mình ơi. Cốc đẹp lắm nha. Xin lung linh luôn, cốc cái vòng quanh này em làm kim tiền, hộp xanh lá. Và em có hộp đỏ nha. Có hộp đỏ. Có hộp đỏ nghe cả nhà. Tại em làm hỏng, làm kịp, hỏng thiệt luôn á. Mấy chế thấy nhìn em đồ vậy nè. Em làm lần trăm trăm vậy đó, mai là sạch hết trơn luôn. Là nhờ mấy chị mình thương. Bán thiệt mà đồ đẹp thiệt mà. Mấy chị mình thương là bán đắt lắm, em nói thiệt là vậy đó. Dạ chị Thúy Ly ơi, em chào Chiêu nha. Cốc mã 002. Em có đỏ và xanh lá nha cả nhà. Chị nào lấy đỏ thì cốc đỏ thì hạt màu đỏ lấy màu đỏ. Tại em tối nay em hết à. Em không còn chiếc luôn cho mấy chế xe mẫu luôn. Thợ đang làm ngày mai có nha cả nhà ơi. Em xưởng nhà em đang làm hết. Mấy chế cứ yên tâm đặt đồ. Em đang làm hết nha. Chế nào lấy sỉ em bỏ sỉ nha. Gửi đồ chị chưa? Dạ, có xin điện thoại là em gửi rồi nghe chị yêu ơi. Cốc 002. Cốc 001. Còn chiếc nào không con? Hết luôn à? Trời ơi, đó mấy chế thấy không? Hết luôn. Rồi. Lên nhẫn nha. Nhẫn này mã 007 có rồi. Mã 003. 03 này cô nhớ nhiều màu lắm rồi đúng không? Sao con không tắt chế độ máy bay? Con vô chế độ máy bay hồi câu rồi kéo xuống. Đợi em cái nữa cả nhà ơi. Rồi vô chế độ máy bay rồi kéo xuống. Vô chế độ máy bay đó. Đúng rồi. Rồi con vô wifi lại. Vô wifi. Chưa vô chế độ máy bay. Rồi. Rồi vô wifi lại, vô wifi lại. Rồi đâu có đó. Rồi, đừng tiếp tục nha. Đợi em chút nha mấy chị. Nhẫn đẹp quá cả nhà ơi. Nhẫn này là đẹp nhức nhối luôn nha. Em có màu nè. Ôi ôi. Ủa cái này còn một mâm nữa mà con. Rồi, bỏ qua luôn. Hai bộ xi men kim cương nông. Dạ ok, cảm ơn chị Hồng Lê ơi. Dạ em cảm ơn cả nhà mình. Đồng của em mấy chế ơi, nó đẹp lắm. Mấy chế yên tâm mua nha. Mấy chế coi nè, em lấy mẫu vàng thiệt không à. Ngày ngày làm đẹp như vàng thiệt luôn á. Em nói thiệt mấy chế đẹp ơi. Có cốc kim tiền xanh mã 002. Dạ ok chị vào Lê ơi, em cảm ơn chị. Dạ. Cái mẫu này là em có màu tím nè. Màu xanh nè. Đỏ nè. Đỏ nè. Màu xanh lá nè. Đẹp lắm nha cả nhà ơi. Đẹp lắm nha. Mã 003. 003.
lâu quá chưa có thấy giao hàng shop ơi. Hảo Hảo ơi, bên Mai có điện cho Hảo Hảo chưa? Nếu có điện là đang trên đường đi Hảo ơi nha. Chuỗi dưới bán bao nhiêu chị? Chuỗi dưới em tặng á chị. Chuỗi dưới em không có bán, em chơi game. Em tặng. Chuỗi này là chuỗi cẩm thạch. Chuỗi này em tặng cả nhà ơi, em tặng 10 phần lận. Em tặng 500.000 với 2 đô. 2 đô, 2 đô 7. Rồi, 10 phần. Cả nhà mình thương em cho chia sẻ chút quay chúng cả nhà mình là ngày mai em gửi bao ship luôn nha. Nhẫn 003 003 280.000. Nhớ giúp em nha mấy chị đẹp ơi, nhớ giúp em nha. Rồi nhẫn cưới, nhẫn cưới có 150.000 thôi. Nhẫn cưới có 150.000 thôi. Bữa nay cái tay em đứt nè, mấy cái nhìn nè, có ni nhỏ luôn. Có ni nhỏ luôn nha. Ni này ni 4. Ni 4. Hỏi hoài không trả lời. Hỏi hoài trả lời muốn trả lời đây này à. Nhẫn cưới nghe cả nhà ơi, nhẫn cưới này hồi tối em mới quay luôn nè. Ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, ni 10 luôn. Mấy chị mình mua cho ông xã mình chiếc có 150.000 thôi, em bao ship. Nhẫn tóc 200 cả nhà ơi. Dạ 003 003 208 chị yêu ơi. Có đủ màu nha chị. 003 208 để đây mấy chị nhìn dễ nhìn nè, sòn cao nè, đẹp luôn. Mẫu dần thiệt không, có 280.000. Đeo vĩnh viễn không bao giờ khai màu. Dạ ti lên cao ơi, chị Mai chào em yêu ơi. Bắt ruột chị Mai chào em. Rồi, nhẫn cưới 150. 006 giúp em. 006 giúp em. Mẫu mới là em toàn lên hai con số 0 trước cho cả nhà mình hết luôn cho dễ nha. 006 nhẫn cưới 150.000 một chiếc, em bao ship. Dạ đổi hàng để số điện thoại là giùm em chị tâm sự ơi. Mấy chị đang coi em có thấy đổi hàng để số điện thoại là giùm em. Hồi hôm qua mấy nhân viên em điện còn mấy chục đơn chưa nghe máy luôn nha cả nhà. Đổi hàng tháng 3, tháng 7, tháng 9, tháng 10 cứ để số điện thoại lại giúp em. Để số điện thoại lại giúp em. Mấy chế có nhớ là mình đổi cái gì? Thì mấy chế nhầm khi cái tên mấy chế điện thoại không nghe máy á. 5-7 lần luôn á. Dạ. Để số điện thoại đi giúp em. Nhân viên em đổi cho mấy chế hết nha. Rồi chiếc nhẫn này nó đẹp nữa nè. Mấy chế đang thấy em á, thương em đổi đồ để số điện thoại lại giúp em. Cái nhầm khi á, cái bưu tá nó đem lại nó giục đi mất tiêu rồi. Cái nó quên. Mấy chế mà bây giờ đổi đồ mà bên em 10 bữa nửa tháng hay là 3 tháng 7 tháng trước á mà chưa có ai điện cho mấy chế đó. Mấy chế cứ nhớ số điện thoại giùm em. Đây nè, đâu rồi số điện thoại bên shop em đâu rồi. Lại giấu đâu nữa rồi con. Mấy chế cứ điện đại đi. Bữa nay nhân viên là đông nó chị vô kiểm tra liền, nó đổi liền cho mấy chế. Ba số điện thoại này là shop em, đổi hàng và gửi hàng và chốt đơn cho cả nhà mình. Còn không phải là không phải shop em nha. Lúc năm rồi em lại em xài tới 12 số lượng nhiều lúc mấy chị lớn tuổi không nhớ. Bữa nay em một số này là 72 này là gửi hàng. Còn hai số này là ngày mai nhân viên điện cho mấy chế số hotline. Mấy chế đổi hàng 3 tháng, 7 tháng, 9 tháng, 10 tháng, 15 tháng gì đó thí dụ. Dù số em chưa có đổi. Em không có một chiếc nhẫn hay là một đôi bông gì không bao giờ bắt đồ của chị em mình đâu nha. Em không bao giờ nói bậy ha. Thiệt. Mà nhân viên em cũng vậy nên chỉ làm ăn lương thôi. Mấy chế có đổi đồ. Thí dụ mà mấy chế có quên á. Có quên á. Nhầm khi quên cái tên, nhầm khi mấy chế xài cái nick à cái gì chặt su, cái ngày mai đổi lên su su, đổi hai ba tên không được. Em phải kiểm tra đúng tên đúng số điện thoại của mấy chế ra mới đổi. Còn mấy chế nói hai ba tên không biết đường đổi là còn nằm ở đây. Mấy chế nhớ kỹ. Mai ơi, hồi bữa chị đổi chiếc nhẫn màu xanh với cái chuỗi màu xanh, khi lục ra không có số điện thoại, không có tên mà rất là lâu là của chị đó nha. Mấy chế nhớ giúp em nha, không bắt đồ yên tâm, shop em không có bán tập bậy. Rồi mấy chế cứ yên tâm nha, bảo hành cho mấy chế mà đeo vĩnh viễn cả đời hết. Rồi mấy chế coi nhẫn này nè, nhẫn này là mã 100 nè, 350.000. Cái mẫu này nó đẹp nha nè, mấy chế nhìn nè, mẫu dần thiệt không nè, mấy chế mê không em nè, em bán nè mà nó thiệt em còn mê đó em. Mấy chế nhìn đồ em nè, thèm không, ghiền không, ghiền chảy nước miếng luôn á. Em dễ thương quá hà. Dạ chị anh đây, Thành Đạt ơi, mới chào Thành Đạt nha. Không thấy hình không biết anh, nó chị nó xô đi nè, nó giỡn chút cho đợi xả chết nghe cả nhà ơi. Nhẫn của em nè mấy chế nhìn nè, ôi ôi nó đẹp á, thiệt á, đẹp lộng lẫy, đẹp hết sảy luôn. Kim cương nông một bộ 250.
550, 550 chị Tú ơi, chị Tú cậu ơi. Chuỗi đeo tay này là cái này là chuỗi pha lê ngày thường em đeo đó, em đeo hồi năm 2021 tới giờ. Cái chuỗi này chuỗi của em. À, em đeo thường luôn. Con lấy chuỗi pha lê trên tủ đồ hộp không? Một viên 40k. Em đi 50 thì 14 viên. Nha cả nhà, để cho em lấy lên cho cả nhà mình xem. Nè. Đeo cả đời luôn á, không không bay, không đen, không gì hết trơn, không còn không cần trà xà bông, trà chanh gì hết trơn cũng sáng. Chuỗi này là chuỗi pha lê. Có hộp, có cây nhỏ nó không? Cho cô một cái 10 ly đi. 12 ly nghe cả nhà, một viên 40 ngàn một viên. Còn chuỗi này là chuỗi 10 ly, 35 ngàn viên. Chế nào thích nhỏ lấy nhỏ nè, chế nào thích lớn lấy lớn nha. Áo đỏ đẹp quá. Dạ, em mê màu đỏ lắm mấy chị. Rồi em lên nhẫn nha, em lên nhẫn cho cả nhà mình nha. Nhẫn mã 100. Ôi ôi nó đẹp. Thiệt tình. Thương không? Mấy chế ơi, mấy chế coi màu đậm nó đẹp nè. Tại trên cái điện thoại á, chứ còn màu trắng với màu trà, màu nào cũng đẹp nha. Em làm 5 màu, màu sen, màu xanh lá, màu trắng, màu tím, màu trà. Mã 100, 350 ngàn cả nhà ơi. Nha. Mẫu này là đẹp lắm. Rồi, mã 100, 350 ngàn. Cái này hết luôn hả con? Nè, mấy chế thấy không? Mẫu này là thiệt á, bán đắt dữ lắm. Cho cô nhẫn, nhẫn bông 380 hả con? Bông, không không, còn như nó nằm trên này. Nè mấy chế coi chiếc nhẫn nè, chiếc này á mà mấy chế mà thường đeo trang sức to đó, đeo một chiếc thôi là đủ đẹp. Đi đám chỉ đeo một chiếc này là đủ đẹp rồi. Ôi ôi nhẫn nó đẹp nha, nhẫn em là nó thiệt mấy chế nha, ghê luôn, đẹp chưa. Mã 375, một chiếc thôi đủ đẹp. Mẫu này là làm nhiều bán không kịp, hỏi mà không có trả lời. Trả lời đây nè chị ơi, nhẫn cưới 150 chị Lê Bé ơi. Lê Bé ơi, nhẫn cưới 150 một chiếc. Nhẫn cưới 150 một chiếc nhẫn cưới. Nhẫn cưới nè. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Y như nhẫn cưới có sòn ở trên nha. Chạm đẹp lắm, cái này em quay á, nó đẹp. Đẹp lắm cả nhà. Nhẫn cưới 150 một chiếc. Chuỗi màu xanh. Chuỗi màu xanh là chuỗi này 300 một sâu á chị ơi. Chị có mua em bán 300 một sâu, nhưng mà cái này em chơi game. Chị nào có thích thì 300 một sâu nha, em bao ship. Chia sẻ tặng 10 phần quà nha cả nhà ơi. Một phần là 2 đô và một sâu chuỗi. Và 500 ngàn. Hồi bữa 5 phần, bữa nay 5 phần cộng lại nha. Và mã 100 màu tím ok thanh duy. Rồi, bắt đầu mã này là mã 375 nè. Còn ít lắm, em đang làm. Có này có mẫu cho mấy chế. Đủ ni nha. Ôi ôi, nó đẹp. Mấy chế thấy đẹp không? Chiếc này đẹp lắm nè cả nhà. Em làm mấy trăm chiếc hết luôn. Hết đó. Em đang làm vòng nha. Chế nào mà có lấy nhẫn này nè thì em đang làm một vòng nè. Vòng y vậy luôn, mặt dây chuyền giống vậy luôn. Đang làm á, cỡ cái live sau là em có nha. 2-3 ngày nó có. Đang làm sắp xong rồi. Mẫu này là 375. Em đang làm vòng rồi, đang làm mặt dây chuyền nha cả nhà yêu ơi. Đẹp xuất sắc luôn. Rồi, màu trà, màu tím, màu sen và màu trắng và màu xanh lá. Chị nào hợp mẫu này thì 375 ngàn shop em mơ ship cho cả nhà mình luôn. Mấy trái coi em nè, từ từ nè. Cái gì cũng đẹp hết. Dây chuyền cũng nhiều mẫu đẹp luôn. Rồi nhẫn cũng nhiều mẫu đẹp luôn, mà vòng cũng nhiều mẫu đẹp luôn. Đeo hai cái á, nó vậy á. Vòng đẹp chưa, có 700 ngàn thôi. Vòng trà đó. Rồi con sắp nhẫn này vô hộ cô đi. Nhẫn nữa nha. Nhẫn này là đẹp nhất trong đây nè, nó nhỏ mà có vỏ nè. Ủa sao mà cái mã cô để đâu mất tiêu của tôi rồi. Tôi dán rồi mà. Nó đi lột mất tiêu của tôi đây. Nha không? Này hồi tối cô mới quay cô dán đâu đó đọc quẹt. Cô coi trên đó kìa. Con lấy cái đó lại kìa. Rồi xin mình cái đó lại luôn. Chế ơi, nhẫn này đẹp xuất sắc luôn nè mấy chế. Chưa dán. Nè mấy chế nhìn nè. Chiếc này hồi tối em mới quay em chưa tháo ra luôn nè. 005 nha mấy chế. Vãi ông trời. Đúng rồi. Hồi tối cô quay này em nhẫn cưới đúng không? Cái này 005 với 006. À đúng rồi. Lệch nhiều quá hết tỉnh từ từng mấy chế. Nè mấy chế coi nhẫn này nè nha. Chờ chiếc nó xanh.
Chiếc này đẹp lắm đó chứ. 005 005 280 ngàn. Mà em để gõ cho mấy cái coi nè. Chiếc này hồi tối em có quay là cái này nó nhỏ, nó có vỏ nhưng mà nó đẹp thiệt. Nó cao nè, sồn nó cao. Mấy cái em quay em mới thấy nó gõ hơn, tại vì trong cái điện thoại xa quá đó, thấy không mới gõ đó. Cái hàng này nè, mấy cái coi trong cái hôm qua mới quay, cái hàng này nè, cái hàng này nè đó, cái hàng nhỏ xíu này mà em gắn sồn luôn nè. Nè mấy cái thấy không đẹp chưa nha, đẹp là cái chiếc này gắn sồn cực lắm cả nhà. Để chỉ màu tím cho cả nhà mình thấy rồi. Khó thấy quá, tại vì cái điện thoại á, cái điện thoại xa quá nó khó thấy. Đó. Đó. Có khách kìa tụi con ơi. Nè mấy cháy thấy học cái viền này nè, em có để sồn. Mẫu này em có 4 màu. Có 4 màu, mã 005 280.000. Rồi em đeo chiếc màu xanh cho mấy cháy dễ nhìn nha. Tại vì cái chiếc này đẹp chưa? Nó cao nè. Mấy cháy thấy rõ không? Rồi cái sòn nè, cái đá này nè, kết trong cái hộp này nè, rất là dễ thương. Mã này là mã 005 280k, 280 ngàn. Em bao ship. Rồi em đợi con. Tặng kinh không đồng cả nhà ơi. Chị nào lấy kinh không đồng của sao ướt nước gì vậy? Chắc mẹ rồi. Này ướt kinh là tội nha các bạn. Kinh tài thi lãnh tâm tạng lãnh kinh mà bị ướt rồi mấy cái. Sao ướt thì con chạy vô cái tủ phơi kinh hộ cô ướt rồi có bị ấy không, chùi liền hộ cô liền. Chiều nay nhà em sửa nhà em dở, em làm bự lên cho mấy cái luôn. Rồi trời mưa dở tôn lên mà mưa gầm gầm nó ướt hết chân luôn. Mấy chị nói mấy chị ở xóm nói trời ơi mai nó dở nhà mà trời mưa này nó vào rồi. Con ơi cái đôi này đôi bông xi nha, không để đây được nha. Bông xi, bông này bông nóc nè. Rồi em lên nhẫn thôi nha cả nhà. Mã là mã số 10. Mã số 10. Màu trà. Rồi màu tím và màu trắng. Mã số 10 300. Ủa con cái nhẫn sồn. Cái nhẫn sồn mà 250 á, sao không thấy vậy? Con mới luôn. Đúng rồi. Nhiều nhẫn lắm mấy chị đợi em nha. Tặng kinh cho em số điện thoại chị Đỗ Đào ơi. Tặng kinh cho em số điện thoại nhẫn cốc kim tiền xanh mã 002. 200 chị vào lê ơi. Dạ. Rồi, nhẫn này là hộp dài nè, mấy cái thấp nè, thấp mà dài. 300 mũ này là mã số 10 giúp em nha. Uống không con? Xin nước không? Sao mấy cuốn này uống chị? Không cho nó ướt. Không cho nó ướt rồi con lấy gì vừa vừa để nó tắm vô nó lên chảy. Rồi mẫu này. Mẫu này có cái bông nè cả nhà, dễ thương không? Mẫu này là mã 202 giùm em nha. Nhớ mã giúp em cả nhà ơi. 202. Một cái bông đây, hai cái bông rất là dễ thương. 202. Đẹp quá. 250 ngàn. Đi lên cao ơi, chị Mai chờ em. Thấy em yêu ơi, thấy em. Rồi. Nhẫn nhiều lắm. Mai chơi ơi, đợi em chút xíu. Nhẫn xanh lá. Nhẫn ơi. Mẫu này đẹp nữa đây. Mẫu này là nó đẹp. Thiệt tình chứ. Cái nào cũng đẹp hết trơn. Nè mấy cháy nhìn nè. Dễ thương không? Nhỏ nhỏ xinh xinh cao. Sang chảnh đẹp quá trời luôn. Cái này. Màu đẹp chưa? Chị yêu là hợp màu nào lấy màu đó giùm em. Chiếc này thật là dễ thương. Tại vì trên cái điện thoại mấy cái nhìn xa quá, nhìn không có rõ. Kim kim nông. Kim cương nông một bộ 550 ngàn ha. 7 chiếc em. Em tú cầu ơi. Dạ kim. Nè mấy chị yêu ơi, nhẫn này là mã số 004 giúp em. Màu trắng, màu tím, màu đỏ và màu trà và màu xanh lá. Mấy cái thấy nào đẹp chưa? Quá trời đẹp luôn. Nhẫn công chúa còn không? Công chúa hết luôn à? Cái chiếc này nó giống công chúa nhưng mà nó to hơn nha cả nhà, mà nó đẹp hơn nha. Rồi mã 004 250 ngàn bao ship. Mẫu nhẫn trái tim 200 ngàn. Đẹp chưa, dễ thương không? Trái tim màu tím, trái tim đỏ,
trái tim vàng. Rồi, trái tim xanh lá. Hai trăm cả nhà ơi, mẫu 105 105. Chị nào đổi hàng để số điện thoại lại giúp em nghe cả nhà ơi. Chị nào có thấy em có chặt rộng đổi hàng để số điện thoại giúp em. Nhẫn bướm đẹp quá cả nhà ơi. Nhẫn bướm, nhẫn này đẹp lắm nè, mà em hết hàng em đang làm nè. Má chế thấy đẹp không? Mẫu hết hàng em đang làm trăm chiếc luôn. Hết rồi. Nhẫn bướm mã 81, đẹp quá. Mẫu nhẫn bướm 81, 81 nhẫn bướm 320 ngàn, 320 ngàn cả nhà ơi. 320 đẹp không? À, mẫu 88 là nữ chúa hết luôn à? Đang làm rồi. Mẫu sườn cao, sườn cao nha mấy chứ, chiếc này đẹp nè, chiếc này cũng sắp hết nè. Mã 101 280 ngàn, 101. Một không một nha cả nhà. Em còn 3 màu thôi cả nhà ơi. Màu ghiêu, màu đỏ và màu vàng. 101 280 ngàn. Rồi em lên mẫu qua mẫu nhắn khác cho chị mấy chị nha. Con ơi lên dòng hộ cô đi. Lên anh chị nào lấy cái lắc tay em đang đeo này. Em lên dây chuyền cho cả nhà mình nha. Dòng dây chuyền rất là nhiều mẫu. Rồi lắc tay nha. Cốc kim tiền, dạ ok chị, cốc kim tiền. Ôi ôi mấy chị đẹp ơi, dây nó đẹp nha, lắc tay nó đẹp mấy anh ơi. Cộng dây này thì 5 cây, lắc tay là 1 cây 7, đẹp xuất sắc. Móc tròn, rồi hai cái đầu rồng nè, mấy anh đeo nè. Ồ, hai cái đầu rồng sang chảnh đẹp luôn. Rồi cái dây nguyên con rồng luôn, nguyên con rồng quấn như vàng thiệt. Em lấy mẫu vàng thiệt làm nha cả nhà. Mấy anh mà ở ngoài thấy cọng dây này là chỉ có mê luôn. Mấy anh mà bỏ đen là đeo cọng dây này là thiệt, không chê vào chỗ nào được. Dây đúng đẹp, đúng đỉnh luôn. Dây trời ơi, dây mã D2 giúp em. Ủa sao đi ơi, sao tự nhiên cái dây mã D2 900 đây. À Phan xin lỗi cả nhà nha. Lý ơi, dây này mã mấy mất tiêu rồi? Lưu chạy ra mất tiêu rồi. Dây 3 triệu mã mấy đi? Dây 1 thôi. Hả? Dây 1. Trời ơi sao dây đi 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 2 mà 900 trong đây. Dây á? Dây 1. Sao sao mà ghi đi 2 900 trong đây? Cái đó bên cô dồn lại nè. Ừ, mấy chứ. Nhiều hàng nó không nhớ nổi luôn. Dây 1 không? D2 nè, cô làm lại đây nè, mới là đâu có đàng hoàng nè. Rồi, ok. D1, mắt con nó có phải chưa? Cái nhẫn này nó L1 luôn hả? Nhắn dò coi. Tỉnh quá trời tỉnh. Nhiều quá hết nhớ nổi luôn. Dạ, mờ quá không có thấy gì hết. Không biết luôn. Dạ, chị ơi, chị Gia Bảo ơi. Chắc bị mạng yếu quá. Kim cương 5 1 bộ, dạ kim cương 5 1 bộ là 550 ngàn á chị. Cho cô mẫu kim cương coi lại cái con kim cương hồi nãy trong bọc mới làm rồi đâu rồi. Cho cô lại cái bọc kim cương đi. Dạ để em lấy kim cương lên cho chị coi nha, đợi em chút xíu. Mấy chị yêu ơi, cái dây này là mã D1 3 triệu, D1 3 triệu, dây 5 cây. Mấy anh ơi đúng đẹp luôn nha, dây nặng lắm mà miên con rồng nha, mà miên cái móc hai cái đầu rồng luôn. Đó, mẫu vàng thiệt móc tròn. Trên cái móc này em có khắc mộc.
trên cái móc này đó. Sửa em làm con thắt một cho cả nhà mình luôn. Rồi anh chị nào lấy cái lắc tay, em đang đeo nữ, thích nữ mà chị nào mà thích cá tính thì đeo luôn đó. Sang chỉnh đẹp chưa, hai cái đầu vòng nè đó, đầu chưa, sang chưa, rất là đẹp. Cái lắc thì để chữ lắc giúp em nha, lắc 001 giúp em, lắc 001 giúp em. Còn dây thì đi, dây là D1 giúp em. Dòng kim cương 550.000 bộ nè chị yêu ơi, nông nha chị yêu, nông nha. Chị nào thích có mở khóa thì có mở khóa nó to hơn, nó bụng thì 550.000 luôn. Trời ơi, nhu dạch thiệt luôn á. Rồi, con kiếm cái gì con cột cái này lại hậu cô đi. Cột lại hậu cô để ngồi đi hết. Rồi lên dây hết cả nhà. Lắc tay thì lắc đi, mở, lắc một là. Lắc anh L1 1 triệu nha. Rồi anh nào lấy giúp em nha. Trời ơi, nó đẹp. Rồi bắt đầu nè, dây đẹp nữa nè. Dây nè cả nhà, vô Phật ạ. Dây nè, dây cả nhà ơi. Dây đẹp nha. Dây D2, dây D2 đồng đẹp chưa. Dây này là dây cái kiểu như là sắn sắn nha cả nhà. Chị nào mà lấy dây sắn qua dây sắn phụng là em đang làm. Đợi vài ngày nữa xong nha mấy chị ơi. Tại vì đồng làm khó làm lắm. Đồng mà mấy chế làm đeo không được tiếng hồ nó đen. Dạ em phải làm cho nó đẹp. Và em nghiên cứu thật là kỹ mới bán cho mấy chị mình nha. Chứ không bán tụi bậy. Đó. Bán một lần mua cả đời luôn. Chứ không bán lần chạy luôn nha cả nhà. Nè đó, đồng khó làm lắm, làm mà mấy chị mấy anh mình đeo không được tiếng hồ thôi, đeo từ nhà em về tới nhà mấy chị thôi là nó đen thui rồi nha. Em sẽ làm cho mấy chị nó đẹp cỡ này nè, tình dục tối ngày luôn. Dây này là dây quấn quấn nè, đẹp nha, mấy chị thấy rõ không. Dây này là mã D2 900k. Mấy anh mấy chị mua đồ em yên tâm, rửa xe bông rửa chanh thường sáng bóng đẹp nha. Em coi dây nhỏ đang đeo, dạ dây nhỏ đang đeo, dây nhỏ đang đeo đây chị, em lấy chị liền. Dây lắc này là em bán rất là đắt mà cả nhà. Chị nào có lấy sỉ alo, em bỏ sỉ nhiều lắm nha cả nhà yêu ơi, em bỏ sỉ toàn quắc, bán lẻ toàn quắc. Mấy chị mua đồ của em cứ tin tưởng mà mua, rửa xe bông rửa chanh sáng bóng đẹp, không cần sợ không cần gì hết, yên tâm nha. Nhận hàng trước khi trả tiền, trong cái dây cái nào cũng có khắc một khắc chân. Cái này nhỏ quá, để em lấy lên cho chị coi. Rồi dây này chị ơi, dây này là chị nào lấy dây á, lấy dây mà không có lấy cái viên bi này thì 650.000 một dây nha. Dây mà không có viên bi là 650.000 một dây nghe cả nhà ơi. Còn dây mà có viên bi mà trơn á thì viên bi trơn này nè là 50.000 viên, còn viên bi mà có sòn này nè là 80.000 viên. Còn cọng dây em đang đeo cọng trên này nè, đó là nó đây, nó xa quá nó nhỏ, nó đụng với cọng dây 5 cây là mấy chế mình phải thấy luôn đó. Dây này là máy này, máy Zalo nữa hả mấy chế đẹp ơi, dây 650 giúp em nha. Ủa dây này tới tôi có lên mã rồi mà Ly, dây chữ công nhỏ mất mã cô rồi đây. Có hồi tối cô quay cô có lên mã luôn thì Zalo cô đầu điện kìa, chết rồi điện Zalo em chế ơi, điện Zalo là em bán mình chế luôn rồi. Dây ha, dây nữa ha, dây em đang đeo cộng nhỏ đó chị ơi, là 650.000, cộng to là 3 triệu hả chị? Ây da, mỗi giờ quá nè, em ngồi chút xíu. Rồi, mấy chế đẹp ơi. Gì con? Đi lên đen. Dây này là mã? Mã 3. Dây mã 3, 600, dây phân lập đây cả nhà. Dây mã số 3, 600. Dây mã số 3, 600. Dây phân lập. Mã số 3, 600. Dạ. Nhẫn mã số 4, mi 9, dạ có đủ đây chị yêu ơi, có chị Úc
chị Út cái ơi, có đủ đi, con để vô một cô. Rồi dây nữa nghe cả nhà. Dây chữ công mà D4800. Dây chữ công D4800. Em lấy cộng lên em cho cả nhà mình coi nó dễ hơn. Đứng được không có thấy được. Dây chữ công 1 tay 3. Dây này là hồi bữa là không còn cộng nào nè. Mấy cái like trước thôi mấy chị coi đúng không? Không còn cộng nào hết, bữa nay mới làm xong. Không còn cộng cho mấy chị xem mẫu luôn. Chị nào thích dây này thì 400. 800. 800. 1 tay 3. Mấy anh nam đeo được nha. Dạ em là nhiều người coi thế, dạ em đồng chị ơi. Dây này 800 nha, 800 đồng không bao giờ bay màu. Đeo vĩnh viễn. Xuân hạ thu đông mùa nào đeo cũng được mấy chế ơi. Rồi dây này là dây 50. Ồ dây này đẹp quá nghe mấy anh ơi. Xinh chưa? Dây này mấy anh đeo ngày thường đẹp nè. Nó không nặng mà nó không nhẹ mà nó không to luôn, vừa đeo. Cộng này là D5, 1.250.000. 1.250.000. Dây này nam đeo rất đẹp nha. Mấy anh nam đeo nè, bao kiềm luôn. Miên cái con rồng. Quấn miên con rồng ở trên cái khúc dây luôn. Lấy mẫu vàng thiệt không lắm em. Dây này là đẹp, một cây mấy. 1.250.000. 1.250.000. Còn anh nào mà thích bự thì lấy cái cộng trên cổ em là 3.000.000. Con đeo vào cô coi con. Tối nay em đeo về nam cho mấy anh coi. Rất là đẹp. Xem nhẫn xanh lá chị đeo. Xanh lá chị đeo là mã 100. Mã 100 chị Thu Lê ơi. Mới làm xong á, mẫu này đẹp lắm. Mẫu vàng thiệt không à mấy chế ơi. Mã 100 350.000. Trâm số điện thoại nghe chị Thu Lê. Dạ. Anh nào mà thích dây to cộng em đang đeo là cộng đặc 5 cây. Còn cái cộng này là cộng bọng. Bọng nha, 1 cây mấy. Nhưng mà tôi vui thiệt chứ đó. Một cây máy cộng này có 1.250.000. Cộng này thì 3.000.000 nha. Rồi em lên dây cho cả nhà mình nữa nha. Dây mã D6 800.000. Mã D6 800.000. Thấy em không trả lời. Chị em mới thấy chị Kim thề. Thê Kim ơi. Dạ. Lắc gồng nam đi mai. Dạ. Em đang làm cái lắc tôm cũng bự gì là 5 cây. Anh mấy anh đợi em đi nha. Như dần thiệt vậy đó, thiệt luôn á. Lấy mẫu dần thiệt, 5 cây thiệt làm luôn á. Mà chưa xong. Mới đầu năm không làm kịp. Tại đơn nhiều quá em làm không kịp á. Chúc em lai lắc. Lắc liền nha. Em dược Thanh ơi, đợi em chút xíu. Dây này là có 800.000 thôi cả nhà. Mấy anh nam đeo ngày thường đẹp nè. D6 giúp em. D6 giúp em. Nhớ giùm em mã giùm em mấy chứ. Rồi. Đó. Mấy chế ơi, mấy chế có lấy dây nữa thì dây em rất là nhiều nha. Dây em tới 50-60 mẫu nè. Đó. Ây da, đùm vậy nè. Rồi. Cái đó là dây đó là mẫu mới thì Tết giờ làm mới được nhiêu đúng không? Còn cái này là mẫu cũ. Nào bán nó thiệt à. Ủa con. Còn dây 1.250.000. Đây. Không lên mã cho tôi luôn. Bí ơi, dây 1.250.000 này mã mấy quên rồi con? Chết rồi em tỉnh quá. Không lên mã luôn hả? Dây 1.250.000 phân lập này khoảng 2 cái mấy nghe cả nhà. Dây 1.600.000 còn không con? Cho cô mẫu cái luôn. Dây này em bán đắt lắm nè mấy chế ơi. 1.250.000. Mấy chế mình lớn tuổi. Nam, mấy chị gì? Nam, mấy anh nam đeo cũng được. Mấy chị nữ mà đeo cũng được. Cái mẫu phân lập này nè. Con gậy cái móc về hộp con. Là đeo hoài luôn á, không bao giờ xưa. Mẫu đó mà đeo hoài luôn, không có quê luôn. Hả con? Chơi mã 1.600.000 còn không? Hết luôn á. Cái gì cũng hết hết trơn, mấy chế lấy đi. Nay mai em có nha. Chế nào có thích lấy cộng dây bự hơn, dây này là bữa em like mà 1.600.000 á. Thì cho số điện thoại giúp em. Nay mai có nha cả nhà. Có này hết mẫu luôn. Dây này 1.250.000, dây phân lập giúp em. Cái móc nè. Đó đẹp lắm, như dần thiệt nha. Dây 1.250.000 giúp em. Rồi, dây 1.250.000 giúp em. Dây 1.700.000 giúp em.
dây 1,7 triệu giúp em. Dây này dây số 8. Dây số 8 1,7 triệu. Con ghi vô con. Dây số 8 1,7 triệu. Này lắc ha, dây vậy con. Dây kim tiền. Dây kim tiền to 1,8 triệu. Mấy cái làm như cái kiền được luôn. Trời ơi, cái tóc này bữa nay không có nhiều. Có gửi đâu. Đợi em cái mấy cái này là dây 1,8 triệu nha. Cả nhà ơi, dây này mình làm như cái kiền được luôn. Để em đeo cho cả nhà mình coi nữa nè. Chia sẻ hộ em mấy cái đẹp ơi. Tí xíu nữa em sẽ tặng quà cho cả nhà mình tới 10 phần luôn nha. Mỗi phần 500 ngàn và 2 đô. Và thêm một cái sâu chuỗi này à. Tí xíu nữa em sẽ quay. Mấy cái chia sẻ xong thì mấy cái nó có vô cái máy tự động nó luôn. Có mở khóa quá. Tay em yếu. Dây kim tiền 1,8 triệu cả nhà ơi. Mấy chị mình thích làm cái kiền cũng được luôn. Cộng em đang cầm nó có 4,5 tấc thôi. Còn mấy chị thích lấy dài thì em có đủ hết trơn đó nha. Dài thường khi là 6 tấc. Dây kim tiền nè cả nhà. Kim tiền to có 1,8 triệu nha cả nhà. Dây đó là bả số 8 1,7 triệu. Được. Mấy chị ơi, lắc tay có 600 ngàn nha. Lắc tay 600k. Lắc mã 35. Lắc mã 35. Không nghe. Không nghe máy. Điện thoại cũng không trả lời. Trời ơi, mấy đứa đang viên em bây giờ. Đang nghe á chị. Kìa mấy cô bán giống không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Ai ơi, đang nghe mấy chị ơi. Chứ điện hồi nào. Bữa nay em nhân viên mười mấy đứa lận. Đông lắm nghe hết trơn. Em gắng em tranh thủ một hai đêm nên sẽ like cho cả nhà mình. Đẹp đơn nhiều quá trời luôn. Ngày Tết giờ em like có 2 lần nè. Một lần có 2 tiếng đồng hồ à. Nhiều chị á là nhà em thương lắm. Có mai ơi sao vậy, đồ em đẹp không quá trời luôn mà sao đồ quá trời nhiều luôn mà sao em không like. Hồi Tết giờ thấy em không có like luôn. Tại em không có làm kịp á cả nhà. Em không có gửi, em không có vừa bán sỉ vừa bán lẻ rồi vừa gói đồ cho cả nhà mình không kịp. Rồi chế nào lấy dây kim tiền thì 1,8 triệu, lắc tay thì 600 ngàn nha. Rồi. Em mẹ mới chế thế nè. Đồ từ lưa tùm lum tá lã. Mà không có làm kẹp. Không có bán kẹp. Rồi bây giờ em sẽ lấy dây nhỏ nhỏ xinh xinh cho cả nhà mình. Dây này có 400k thôi nè. Dây này dây ống tre. Dây ống tre. Chế mai xi men mẫu mới không? Chế mai có xi men mẫu mới đây, Nguyễn Nội. À, Nguyễn Nội mới gục. À, muốn xi men vàng chanh thì đợi mai đang làm nha cả nhà. Nha. Chế nào mối gục thích xi men màu vàng chanh thì đợi em đang làm. Mà cái mẫu lắc vàng chanh không còn cái nào luôn hả Ly? Còn không? Còn cái không? Đợi em lấy mẫu lắc vàng chanh lên cho mấy chế coi. Làm nhiêu là bắt hết nhiêu. Mẫu vàng chanh đó con, lắc tay chịu quá. Để lấy cho cô Viễn Nổi coi. Viễn Nổi đợi cháy chút xíu. Dạ, đồ đẹp. Dạ, cảm ơn Thành Đạt nha. Đồ em đẹp lắm thiệt. Viễn Nổi là mua của em mấy năm trời rồi đó. Dây 400 nè cả nhà ơi. Dây chuyền ống trúc 400. Dẻ không? Đẹp nha. Nhỏ mà có vỏ nha. Cây này đặt 1 cây 400k. Rồi. Dây ống trúc 1 cây 400k giùm em. Dây ống trúc 1 cây 400k giùm em. Giờ em đặt lô nào em like lô đó nha. Dây này, dây này mã 47 1,2 triệu cho em. Dây mã 47 1,2 triệu. Dây chỉ công đặt nặng 1,2 triệu. 1,2 triệu. Dây chỉ công đặt nặng 1,2 triệu. Được. Dây chỉ khế mã số 9. Mã số 9 em cặp cái nào em like cái đó nha cả nhà ơi. Nhớ mã giúp em nha. Dây số, dây trái khế mã số 9 800 ngàn. Cây máy luôn nha cả nhà. Cây máy luôn. Đưa cho Ly đi. Ly ơi. Rồi, coi giùm em nha cả nhà. Em còn cái nào gì em like cho cả nhà mình. Dây này là mã số 11 800 ngàn. Nặng một cây máy nha cả nhà. Lên bông đi chị Mai. Dạ, lên liền. Đợi em tí xíu. Dây này là một cây máy luôn. Vừa cái khúc bản nè cả nhà. Vừa khúc khoan lập nha. Có 800k.
800.000. Mã 11 giúp em. 800k mã 11. Hồng hồng hồng. Ấy này lại cột cái này lại hộ cô đấy nó đụng tùm lum. Cô like xong thì con cắt lại hộ cô cho mau cô. Nhớ mã giúp em nha cả nhà yêu ơi. Nhớ mã giúp em nha. Rồi. Dây 1 triệu 9 mã 31 giúp em. Dây 1 triệu 9 mã 31 giúp em. Em bỏ sỉ bỏ lẻ hết cả nhà ơi. Em có lấy sỉ em bao cho cả nhà mình bán. Không nên không khoan nha. Đồ em bao hết. Khỏi lo. Chế nào lấy sỉ cứ lên nhà em nha. Nhà em là shop Bình Mai. Lên lửa thoải mái. Đó, dây em làm lần đùm 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 dây không nè cả nhà. Đó, làm nè. Shop Bình Mai trên đường Trần Đại Nghĩa. Nhà em gần dòng sen lạc nha cả nhà. Để em lấy cái cạc cho mình xem. Đồng em mới chế yên tâm mua. Rửa xì bông rửa chanh. Đeo chỉnh diễn. Đen khoai 1 em đền 10. Đó. Em đọc địa chỉ nhà em cho cả nhà mình. Nhà em là dòng sen lạc nè. Thì đường này là đường ra bến xe miền Tây. Còn nhà em trên đường Trần Đại Nghĩa. Máy chế đi lại tới tới chỗ chỗ ngân hàng Sacombank. Vô chợ Khải Hoàn nha. Nhà em trong chợ nha mấy chế. Trong chợ. Số nhà 18, số nhà 20. Khu dân cư Tiến Thắng, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Máy chế đi tới dòng sen lạc tới mấy chế hội chợ Khải Hoàn 3. Là người ta chỉ liệt nhà em vô shop Bình Mai là máy chế gặp liền. Lấy sỉ em bỏ sỉ nghe cả nhà. Rồi dây này có 1 triệu 9 thôi. Nặng 4 cây mấy nghe cả nhà. Dây phân lập 1 triệu 9 nặng 4 cây mấy. Nói thì cái mã này cô để đâu rồi. Em lắp tay lắp đồ nhiều lắm. Dây chuyền nhiều lắm. Máy chế cứ lựa thoải mái. Nói thì cô cầm tiếp đây. Dây 1 triệu 9 mã 31 giúp em nha. Dây 1 triệu 9 mã 31. Dây 1 triệu 9 mã 31. Đồng em nguyên chắc hết. Máy chế cứ bán thoải mái. Em bao cho máy chế bán nha. Yên tâm. Cứ lên nhà em rửa thoải mái. Em mà ngày 26 Tết đó. Ngày 26 Tết là em nghỉ đó. Mà còn chị ở mối em ở Cần Thơ. Bà lên bà lựa tới đêm tới sáng luôn. 130 triệu luôn. Máy chế cứ lên lấy. Yên tâm nha. Lại nhà em lựa cho nó dễ. Rồi mã 22 1 triệu 2. Mã 22 1 triệu 2 nặng nha cả nhà. 3 cây máy á. Đó, vừa khúc trắng vừa khúc chữ công. Có 1 triệu 2 thôi. Mấy giày này mấy anh nam đeo đẹp nè. Mã 22 1 triệu 2. À Nguyễn Lỗi ơi. Trời ơi em ốm á, bữa nay em đeo vòng nó đụng nó tùm lum tá lả. Rồi. À mẫu lắp 1 triệu. Không còn một cái luôn em nói thiệt á. Bây giờ còn cái mẫu nè, mới làm xong. Mấy chị có lấy đi. Thì khoảng 1-2 ngày nữa xưởng em làm xong. Em gửi cho cả nhà mình màu vàng chanh. Nguyễn Nổi ơi. À, mới gửi coi, nếu mà thích mẫu vào vàng chanh mà dòng xi măng thì cứ đợi em nha cả nhà. Em đang là, tại vì da động nó rất là khó làm. Phải làm nghiên cứu đẹp. Tép nó đẹp. Đeo nó được. Đeo nó sang, nó chảnh, nó đẹp. Không ga ten, không đen. Rồi mới bán cho cả nhà mình. Chứ không phải mà làm ra cái bán liền đâu nha. Đó, nó rất là khó làm. Nếu mà làm được đẹp mới bán. Có không phải mà làm mà đeo tiếng hồ cho cả nhà mình đen cái lên bán không được. Phải làm phải đẹp, phải đẹp thiệt. Nó như dầm thiệt luôn. Vàng giả mà như dầm thiệt luôn nè cả nhà. Rồi em mới bán cho cả nhà mình. Má chế thấy cái lắc tay này 1 triệu nè. Em bán không biết mấy ngàn cái rồi đó. Không chị yêu nào mà chê nổi hết nha. Thì xi măng em đang làm thiệt. Đang làm chưa có rồi. Sắp xong rồi đó mà chưa có nhiều được, chưa có đủ ni, thành ra em chưa like được. Chừng nào đủ ni, em thật là nhiều em mới lên like được. Tại em like một lần là mấy chén mua nhiều lắm rồi bỏ sỉ nhiều lắm. Em có đủ ni mà có thật là nhiều em mới like. Chị yêu nào mà có thương em thì có thích màu vàng này, là màu vàng của Sài Gòn. Thì xi măng cứ đợi em, bấm nút kết bạn theo dõi trang em nha. Chắc khoảng từng 10 ngày nữa em sẽ like xi măng vàng chanh màu này cho mấy chị mình. Còn cái lắc màu này là mấy chén mình coi kỹ nè. Em nói nó đẹp nha, nè coi bên trong luôn nè. Đó. Có 1 triệu thôi. Đặt nặng đẹp. Má mà không còn một cái luôn đó, mà không thiệt luôn, không có chị nào mà chê luôn nha. Chỉ có mê thôi. 1 triệu lắc vàng chanh 1 triệu giùm em. Lấy đi, chỗ em đang làm nó 1-2 ngày có. Xi măng đó là mẫu đó vàng chanh đó mà em đang làm đẹp lắm. Chưa có xong, chừng nào xong em sẽ bán cho cả nhà mình nha.
Rồi bây giờ em sẽ like dây, còn mẫu nào nhiều nhiều em sẽ like cho cả nhà mình đó nè. Dẻ đẹp xài bền như dằn thiệt nha cả nhà. Rồi em là mấy cái yên tâm đi, tại vì em làm đâu đó cho nó đẹp cho cả nhà mình rồi mới bán, chứ không phải làm tụi bậy tụi bạ làm tào lao rồi lên bán. Không có bán tụi bậy, bán mấy cái mua một lần đeo cả đời luôn. Rồi lắc tay này nè là bán rẻ cho cả nhà mình, 550.000 một lắc, 550.000 một lắc. Lắc này phen lật đôi, phen lật đôi giúp em, phen lật đôi 550.000 một lắc, nặng một khoảng một cây rưỡi nha. Đó, 550.000 bao ship, có ni 48 đến ni 60-65 luôn. Dễ chưa, đẹp quá. Mẫu này bả mấy vậy con? Lên bông tay đi chị. Dạ ok, bông em đeo có 200 nè cả nhà, bông em đeo 200. Rồi chút xíu em lên bông liền nha. Mà 2 phút cô. Màu vàng chanh đẹp lắm đó, thấy không? Chị Lê Hiền nhận rồi đúng không? Cứ rửa xì bông rửa chanh. Mấy chị mình đeo thường, rửa xì bông rửa chanh. Tại vì đồng á, nếu mà mấy chị không đeo thì mấy chị mình bỏ vô cái tủ á, thì mình phải rửa cho sạch, rồi cái mình sấy cho nó khô mình để vô tủ. Còn không là nó sẽ chỗ cái màu ra như màu bả chầu vậy đó. Tại vì đồng mà. Rồi khi nào mình không đeo thì mình cứ để vô tủ đi, 7 năm 10 năm sau lấy ra đeo cũng không sao hết. Là em chỉ cho mấy chị rửa xì bông rửa chanh, chà lấy bật chạy chà đại nó chút chanh thôi, chút xì bông rửa chén chà đại nó xong lên lấy cái giấy, cái bông gòn, cái giấy chùi mặt đó chùi 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 như nào cho nó khô, xong rồi mình đeo, mình xấy cho nó khô xong đeo tiếp nha. Tại vì khi không đeo để vô trong tủ thì mình phải rửa sạch để vô, lấy bông gòn nó quấn lại như vàng thiệt vậy đó, là nó còn mới kem nè. Còn mấy chị đeo vậy nè, mấy chị không có rửa dục vô trong tủ là nó sẽ có đổ mồ hôi, nó sẽ tiết ra cái màu đồng, là cái màu như bả chậu vậy ha. Nhưng mà không phai không đen, em bao cho mấy chị hết, rửa xà bông rửa chanh lại. Hôm nay bên em có test một cái loại thuốc mà kem Thái đó, và chùi đồng nó có 30.000 hũ thôi. Mấy trái chùi lâu chừng nào nó bóng hết chừng đấy nha. Tại mấy trái quen này thành chi em không có like, ít có nói. Mấy trái có mua cái này nè thì muốn làm cho nó bóng cho nó mới á, mình đi đám á thì mình lấy thêm hũ thuốc 30.000, cái mình để vô, cái mình lấy bông gòn mình chùi 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 hoài nó hết cái tem, xong nó bóng. Con chạy lấy hũ thuốc cho cô, cô cho mấy cô coi. Còn kiếm cái nhẫn tủ nào mấy cô đeo gọi lên đi, cho cô một cái nhẫn tủ luôn. Nó mã 2 nhé. Hả? Nó mã 2 nhé. Phen lạc hả? Xương cá hả? Kem Thái 30.000 hũ. Mấy trái nha, mấy trái về, mấy trái không bao giờ. Người ta nói chùi chanh, chùi chanh màu đen là đó chị. Chùi là sao? Người ta chùi chanh màu đen lại đó chị. Cái chị đen đòn cho nha. Nè, chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn cũ xì nè. Nè thấy chưa? Nè, đó, nó rút nó rụng hộp, rụng tè le tè lẻ nè, nè, nó màu cũ nè. Còn nhẫn mới nè. Nè mấy cái nhìn nè ha. Nè, em sẽ chùi cho mấy cái coi liền nè. Nè, thấy chưa? Thấy nhẫn cũ chưa? Đó. Nè. Mẫu vàng đồng của em mà nó cũ á, chiếc này là nó cũ, bù lăng bù lóc nó bỏ bảnh á. Đó, là nó cũ nè, mấy cái nhìn nè. Này ha, cũ này ha, mới nè. Mới nó như vàng 18 rồi, mấy cái thấy cũ nó cũng như vàng 18 vậy. Như vàng 18 mình đeo rồi vậy đó. Dạ, rồi em sẽ chùi cho mấy cái coi. Con mở cái mắt hộp coi. Cái lắc này là có 550.000 nha. Lắc phen lật 550.000, lắc xương cá 550.000. Hai mẫu này em bán rẻ cho cả nhà mình. Lắc xương cá 550.000, lắc phen lật đôi 550.000. Mấy chị cứ lấy lắc 550.000 là bình luận giá giúp em. Em không lên mã nha. Xương cá 550, phen lật 550. Nè. Nha, xương cá nè. Xương cá 550 nặng một tay mấy nghe mấy chị. Rồi phen lật nặng 550 nặng một tay mấy luôn. Rồi lắc bông lúa 550 nặng một tay mấy luôn. Ghé đẹp sai bền. Rồi con ghi vô 550. Có không lên mã nghe cả nhà. Rồi kem chùi đồng Thái Lan 30.000 hũ. Có kem sức mạch Thái Lan 330.000 hũ. Rồi em sẽ test cái nhẫn cho mấy chị đẹp mình coi nha. Nè bắt đầu nè. Rồi liền tại chỗ nè, nhẫn cũ nè thấy chưa? Thấy cũ xì luôn thấy không? Rồi nhẫn mới nè.
đồng nè, đồng là thử cho mấy chế coi. Một hũ kem này nó có 30.000 thôi. Mấy chế xài la xài lết, xài 5-7 cái tết cũng còn. Nhúng vô có chút xíu thôi nè, đâu cần gì đâu. Nhúng vô cho nó có cái đó, nhìn chỉ xíu xíu thôi. Rồi đây, rồi nè ha, rồi cho cả nhà mình xem liền. Đồng thì nó phải ga ten, tại vì mình đeo lâu ngày á, nó hút mồ hôi rồi nó hút chất độc vào trong người mình đó, đeo rất là tốt cho sức khỏe mình. Rồi nó sẽ ga ten. Rồi mấy chế mua cái thuốc chùi đồng này nè, mấy chế đi đám á, chùi cho nó bóng, cho nó đẹp nè. Đó, mấy chế thấy ten chưa, thấy gì chưa? Rồi nó sẽ bóng liền, thấy chưa? Đợi em chút xíu, em sẽ làm cho mấy trái coi. Rồi mấy trái chùi lắc sủng khoảng 3 cây không? Dạ có chị, em đang làm chị Lê Nga ơi. Mấy chị em mình đó, nó lắc mà 1.850.000 nặng 5 cây á, không còn cái. Em đang làm lắc 3 cây, lắc sủng hồi nãy mới làm rồi, mấy cái đâu rồi con? 700 á, cho cô cái. Đang làm lắc 3 cây, 2 cây nhiều lắm. Tại đầu năm á, đầu năm á. Đồng của em là mấy trái mua đi. Nè, đây nè, chùi nó ra ten đồng nè. Rồi chút xíu là chùi lâu nghe, mấy cái nhà mình rảnh á, chùi lâu rồi chiếc nhẫn này nó sẽ bóng liền nè. Mấy cái nhìn thấy nó bóng chưa, đó nó bóng liền nha. Rồi bên đây chưa chùi nó cũ nè, thấy chưa, thấy nó cũ xì không nha. Đó, tại vì em không có thời gian em like em quay cho mấy cái coi thiệt, em không có thời gian thiệt luôn. Có ngày em về ngủ lắm, em thức khuya thậm chí á, em làm chuyện nhiều quá nè. Mấy cái thấy chưa, rồi đồng của em mấy chế nè, muốn làm cho nó mới nó đẹp thì mấy chế cứ mua trang sức đồng anh em, mua cọng dây hay là mua chiếc nhẫn gì đó, nhà mình có nhiều đồng rồi. À, Mai ơi, Mai ơi, à, chia cho chị, bán cho chị một hũ thuốc 30.000 đó. Về mấy chế chùi nó ra ten đồng thật là nhiều, chùi lâu chừng nào nó bóng nè, mấy chế thấy nó bóng gợn luôn không đó, nó bóng như chiếc nhẫn mới luôn nè, thấy chưa nè, nè đó, bóng như chiếc nhẫn mới. Còn bên đây chưa chùi nè, nó cũ xìn nè ha, nè mấy chế nhìn nè. Rồi đó, mấy chế yên tâm mua đồng em đi, đồng nói đồng, si nói si, đồng đỏ nói đồng đỏ, đồng vàng nói đồng vàng, không bán tầm bậy. Rồi mấy chế cứ mua cái hũ thuốc này về, cái mấy chế chùi hoài đại đi, rảnh á mình chùi chừng 5 phút đi đó. Em mới chùi chưa được 1 phút mà mấy chế thấy bóng không, thấy chưa, bóng gợn luôn. Rồi bên đây chưa chùi, nghĩ ra tan đồng vậy nè nha, chùi lâu chừng nào bóng đẹp. Hũ thuốc 30.000 chùi tới tết luôn, rồi xong đậy lại nha, không đậy lại nó khô. Nếu mà nó có khô á thì chế, mấy chế bỏ chút xíu mà dầu lửa đó. Từ khi giờ chắc mấy chế xài ra ít có dầu lửa đó, bỏ miếng dầu lửa vô cho cô nè. Mấy chế cô chỉ một lần đó nè, đó thấy nó bóng chưa nha, không bao giờ bậy, bán bậy đồ của em là nguyên chất hết. Mấy chế yên tâm mua, không mua hũ thuốc thì mua mình ở ngày thường á, mình cứ rửa xà bông rửa chanh thôi là sáng bóng đẹp nha. Rồi cái lắc sủng 700, chị Lê Nga ơi, lắc 3 cây đợi em mấy ngày nó có. Lắc sủng 700 vậy khích đẹp luôn, bữa nay làm đẹp lắm mấy chị ơi, đẹp nè. Rồi lắc sủng 700 nha. Rồi bây giờ là lên mấy cái lắc, mấy cái dòng cho mấy cái. Thuốc chùi đồng 30.000, chùi lâu chừng nào, lâu thật là lâu chừng nào nó bóng hới hơn vàng một ấn luôn, vàng thiệt. Mấy trái đeo nó còn cũ nữa thiệt, mà mấy trái đồng của em mà mấy trái đồ, nó chùi rồi nó mới hơn vàng 18 luôn nha, nó bóng gợn luôn. Rồi cái lắc này là mấy trái yêu ơi, cái lắc này là lắc sòn nè, lắc sòn nha, lắc sòn ở trong là đồng, em kết từ viên sòn luôn, phan lập dày đẹp sang chảnh đẹp luôn nha. Lắc này 1.800.000, lắc sòn mã 44, xin lỗi mã 43, 1.000.000. Cô nào cho cô lắc cẩm thạch kìa cô, lấy lắc cẩm thạch hộ cô đi, 1.800.000. Còn lắc này lắc trái tim sòn nè cả nhà, trái tim sòn. Đồng bên chị đẹp lắm mấy chị ơi. Dạ, ok chị Mỹ Kim nha, mấy chị yên tâm mua đồ em đi, không bao giờ nào sợ lầm nha. Mua thử chiếc nhẫn chừng 100.000, 150.000 thôi, về đeo mấy chế tháo vàng thiệt cho luôn. Em nói thiệt, bởi vì em bán nó thiệt chứ mấy chế là hồi tết tới giờ like được có hai lần. Hello chị Trang ơi. Chào chị Trang, chị Trang ở Mỹ, chị yêu, chào chị. Hồi chiều chị điện cho em, bữa nay sửa nhà đó, dỡ tôn lên sửa lại chứ làm cái tiệm cho nó bự vô, quá trời mưa luôn không nghe máy chị được. Mai điện hết chị Trang.
Chừng nào về Việt Nam em rước nha. Cảm ơn chị Trang ơi, tí xíu Đâm nghĩ là em điện chị nha chị Trang. Đồ đẹp không nè chị yêu. Lắc này 1,1 triệu nha cả nhà ơi. Lắc này lắc trái tim mà sòn ha, 1,1 triệu. Rồi. Đồng em đẹp lắm. Má chị ở Mỹ á, chị Trang ở Mỹ. Vài bữa chị về. Ba chị về. Ok chị. Dạ, vài bữa về. Về về. Alo em nghe thức. Cả nhà em chơi. Nha chị yêu. Dạ cảm ơn chị. Rồi em chị nào hỏi lắc cẩm thạch nè chị yêu ơi. Lắc cẩm thạch có 500 nè. Ủa cái lô này nhiều lắm mà. Lê ơi, lắc cẩm thạch hết hả Lê? Lắc cẩm thạch này nhiều lắm mà. Còn nhiều đó cô. Lắc cẩm thạch hết rồi. Thấy không? Nó nói mà tối ngày cô cứ nói nhiều mà hết nữa đó mấy cái. Mới làm xong một mâm luôn đó, giờ hết nè. Chị Trang ơi, chừng nào về alo em chịu. Lắc này có 500 cái nha mấy chị yêu ơi. Chị yêu xi men của em coi không em. Chị đẹp để em lên. À Hải Yến ơi, Hải Yến hello Hải Yến, chào Hải Yến. Xi men của em để em lên. Là bây giờ em đặt đi máy chị làm cho em. Chị Mai ơi. Chị Mai ơi, đúng rồi. À, cái thuốc chùi đồng chùi nhẵn lên nó bóng nó sáng nó đẹp lắm. Dạ Ngọc Dung thiệt đẹp thiệt luôn ha, chùi xong rồi nó bóng hới luôn thiệt á, không nó nói tụi bậy đâu, nó mới chế thấy không em. Thiệt đồ của em nó cái gì cũng đẹp chứ, tại vì đồng thì nó rẻ tiền em. Mấy chị nhìn cái chiếc lắc có 500.000 bạc mà vừa hộp vừa đồng vừa pháp tá lả tùm lum trên. Rồi mấy trái đeo 5-7 năm gì đó, nó cũ cái mấy trái lấy thuốc chùi nó đẹp lắm đó. Thuốc chùi đồng tốt lắm, nhưng khi gửi tôi em hết trơn rồi. Hết trơn mua nữa. Kêu ngay. Nó mấy trái mà nó có khô á thì mấy trái bỏ một miếng dầu lửa vô, còn không có dầu lửa ở nhà mình có cái gì xăng á, mấy trái bỏ vô chút xíu cái mấy trái lấy cây gì bỏ đó mấy trái quậy cho nó nha, cho nó lỏng lại cho nó khô đừng bỏ, tại vì khi mình phải đậy nắp lại nha cả nhà, không là nó ra hơi nó khô. Lắc 500 nha cả nhà ơi, màu vàng màu đỏ màu trà màu cẩm thạch màu xanh lá. Rồi. Nghe con. Yêu cầu mã 001. Cái bọc phải chịu đâu con? Có đó không? Yêu cầu xem mã 001. Trời ơi, nó đẹp hết xì. Nó đẹp mà chưa bằng nhau. Cái mẫu này là mấy chế đeo hoài không quê nè. Nè. Đeo hoài là không bao giờ xưa nha. Mẫu này là đúng đẹp luôn. Thấy rõ không cả nhà? Hồi hôm em có quay đó, em mới làm xong nè, 707 chiếc, một bộ 7 ly, một bộ 4 ly, con mở phá hộp câu kìa. Nhẫn nam đi chị, dạ, nhẫn nam có luôn, nè, phá lưỡi gà, chị nào thích nông em làm nông cho cả nhà mình nha, chị nào thích nông thì alo, à, Mai ơi, làm bộ mã số 1, mã 001, nông cho chị. Thì cỡ 3-4 ngày em sẽ gửi cho chị. Thích gì chị mua về cho em. Chị Trang có hỏi em thích gì mua về cho em. Mua cho em một cái hộp sòn cỡ chừng 5 ly 4 được rồi chị Trang ơi. Đang mê hộp sòn không? Bây giờ vàng nghĩ mê rồi bà ơi. 5 ly 4 được rồi chị Trang ơi. Thiệt á. Em muốn mua giờ nghĩ mê vàng rồi, giờ còn mê hộp tròn thôi. 5 ly 4 cỡ nhiêu chị Trang?
Bận quá không có tiền chị ơi. Em đang mê cái hộp sòn 5 ly tư chị Trang ơi. Em định nhờ anh trai em mới bển mua đó thiệt mà không có về được. Anh trai em ở bên Canada mà bây giờ không có về được tại vì dịch quá rồi ổng không có về. Em lên mấy cái lắc tay nam cho anh gì nè. Mã này mã mấy mất tiêu rồi. Tiêu rồi. Qua dám mã lên đây luôn. Anh ơi, lắc tay nam nè, anh gì lấy lắc này 900 lắc gọc mã 003. 003. Mua đồ chị sao khó quá chị ơi. Trời ơi, khó đâu vậy, em muốn chết luôn. Để số điện thoại ra giúp chị đi. Mai Phương ơi, Phương Mai ơi. Mã 003 anh ơi, 900. Rồi. À, phan phan còn cái mẫu triệu mốt trong đó hết gì luôn á. Con đưa cái mông lại con. Cái anh gì lấy lắc nam nè anh ơi. Cái mẫu này triệu mốt cũng đẹp lắm nè. Không thấy có mặt thiết trong đây. Mẫu lắc gồng 1,1 triệu nha anh. Lắc gồng nam có cái bảng trên nè. Rồi. Cái này là chữ T nè. Đó, chữ T chạm nè. Lắc 1,1 triệu. Lắc bi. Lắc bi. Nè lắc bi đâu ta. Lắc bi đâu có, em đâu có đeo lắc bi. Em đeo cái này là sơn chuỗi pha lê. Sơn chuỗi pha lê 1 viên 40 ngàn. Em thì 10. Em đi 50 là 14 chiếc. 14 viên. 14 viên. Lên xi men đi chị. Lai cẩm thạch lại hả? À, bán không ai thèm gọi chốt đơn. Trời ơi chốt đơn đó. Không gọi. Em hỏi chế chứ không gọi. Tiền đâu em trả tiền nhân viên em 15 đứa đó. Có mà chứ không nghe máy á. Cho anh số điện thoại lại đi. Mai nhân viên em tiện lại. Bữa nay nhân viên đông lắm. Không gọi tiền đâu em trả tiền đó. Vừa thợ vừa nhân viên mấy chục người đó mấy chế ơi. Dạ đây. Chị ơi lắc 500. Chị Mai thấy em không? Dạ Hồng Thu ơi, chào Hồng Thu. Lắc mà 500 một lắc chứ ơi, lắc 4 hộp sợ, 4 hộp hộp màu. Mã 51 giúp em. Ngâm gì mã cho cô luôn. Mã 51 nha mấy chị. Cùng bấm mã mà được. Mã 51 chọn màu giúp em nha. Mẫu này mắc đắt lắm. Màu trà, màu cẩm thạch, màu xanh và màu vàng và màu đỏ. Lên dây chuyền đi chị. Dạ. Nè con. Chị thích dây chuyền bự hay nhỏ? Em mới ra dây chuyền. Cho em một nút chia sẻ đi cả nhà ơi. Một chút xíu nữa. Chế nào chia sẻ chị. Cái chế nào mình ngủ. Rồi, một phần. Một phần là 500 ngàn và 2 đô. Và một cái xô Phật Mẹ Quan Âm. Là cái này em nói cho mấy chế thương. Là cái này là hồi bữa đó. Là em like mà cái máy em không có quay được á. Em còn nợ cho mấy chế đẹp. Bữa nay em trả nè. Là 5 phần hồi bữa nha. Rồi để đây 5 phần. Rồi bữa nay là 5 phần. Bữa nay 5 phần một cái sâu này. Sâu cẩm thạch. Rồi 5 phần, 1 phần 2 đô cho 500 ngàn. 5 phần nữa là 10 phần. Bữa nay em quay 10 phần nha. Chị nào có trúng thì cứ điện thoại lên shop em. Em ơi hồi tối chị Thí Lê, chị Thủy Lê trúng nhiều lần lắm rồi nè. Có trúng. Rồi chụp màn hình lại giúp em nha. Tại vì tên trúng tên đó cả nhà. Chị về lấy dây chuyền. Chị ơi, chị lấy dây chuyền em. Chị lấy cái mẫu 600 không? Con để này lên hộp cô con. Mẫu 600 này dễ đeo nhất rồi cả nhà. Em đang làm dây 800 bự hơn tí xíu. Em điện hoài không nghe máy nữa. Đây chưa. Sao không nghe máy hoài vậy mấy đàn? Quá trời rồi. Trốn em mới chết. Dây phan lật 600. Zalo em đặt hàng. Dạ có. Trời ơi bữa nay có Zalo đặt hàng. Có luôn đi. Không nghe máy không à kìa. Quá trời. Zalo đây mấy chị đẹp ơi. Số này mai số Zalo chính luôn nghe mấy chị ơi. Chị đeo cho em lâu mới chùi đồng hả chị? Chị đeo qua lâu mới chùi đồng. Không cần chùi đâu chị. Đeo ngày thường rửa xà bông rửa chanh là đẹp. Chừng nào muốn chùi cho nó bóng á, nó bóng như vàng 18K thì cái thủ thuốc chùi đồng nó để dành cho đám cưới. Thì mấy chế mình muốn cho nó đẹp thì chùi hoài, còn không rửa xà bông rửa chanh thôi cũng đẹp.
nhưng mà có cái thuốc chùi đồng đó thì nó bóng, nó bóng nha, nó bóng, nó bóng như 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 vàng vàng mới vậy, bóng vậy nè, rồi vô nó bóng hết à. Rồi em lên, em lên mấy cái dòng mới cho mấy cái mình nè, em lên dòng nè, dòng này nó đẹp kìa cả nhà ơi. Không không một dòng, dòng không không một, ôi ơi nó đẹp hết vậy. Thấy mấy trái thấy màu xanh mê chưa? Thấy em không? Dạ chị Út nhỏ ơi, em chào chị, em chào cả nhà mình. Em thấy mấy chị mới hết trơn luôn, điện không nghe máy. Xỉu. Sao không nghe máy hoài chị mấy con ơn? Đó mấy trái nghe trả lời không? Mà 6-7 tấm đứa nó nghe, nghe trả lời từ lưa chưa kìa. Nó không nghe máy, chán ghê, đừng chán em Bảo Bảo ơi. Nè chán cái gì? Nói cho mày lấy lên cho con. Đừng chặn em mấy chế rồi. Mê. Đẹp dạ. Thấy thương không? Mê không? Mê vàng em đẹp như thiệt không? Có 700 ngàn nha. Rồi lên màu nè. Lên màu cho mấy chế đẹp mình nè. Ôi ôi nó đẹp hết sảy. Màu sen nha. Rồi màu trà nha. Ôi đẹp chưa? Để em coi mấy màu. Có 3 màu à? Có 3 màu à? 3 màu này là hot nhất luôn. 3 màu đẹp chưa? Chế nào hợp màu nào lấy màu đó. Màu xanh lá nè, màu xanh lá nè, màu sen là màu trà nè. Em là màu đẹp cho mấy chế thôi. Ba màu này đúng đẹp luôn. Rồi ba màu này là mã 001, một dòng có đi 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, đúng đi 700k. Rồi mẫu này mã số 2. Trà luôn. Em đang đeo. Xin lỗi mấy chế, rất là dễ thương, có 700 ngàn thôi. Lấy thuốc chùi đồng, dạ ok chị. Chùi đồng xong rồi mấy chế rửa xà bông rửa chanh lại nha. Thuốc nó không dị ứng không ngứa. Không dị ứng không ngứa. Em đã làm cái gì là em test hết rồi. Em mới bán cho mấy chế mình. Chứ không bán từ bậy nha. Thuốc đó là không dị ứng không ngứa. Không rửa cũng được nữa. Để em dặn mấy chế mình nha. Rửa đi cho nó chính xác. Rồi mã 002. 002 700 kiểu khác nha cả nhà. Trời ơi nó đẹp, vừa mới làm xong tối nay luôn đó. Có 3 màu, màu xanh lá, màu màu sen và màu trà. Mã 002 700. Đổi đồ 3 tháng rồi không có đổi được đúng không? Cho em số điện thoại lại đi chị. Đổi đồ mà không đổi giùm em 3 tháng cho tôi xin gặp chị Mai. Ok em Hiếu ơi. Em anh, em Hiếu Kiều ơi. Chị nói em nghe nè, ngày mai em cứ điện nha. Là em đổi đồ. Em nhớ là khi em đổi đồ cái dòng, cái dòng hay là đôi bông. Em ơi, chị tên Hiếu Kiều, chị có đổi một đôi bông. Nhằm khi kiếm lộn tên là nhân viên chị không đổi em được. Em phải nhớ là cái dòng gì, cái dòng chà neo hay là một đôi bông tàu 200. Mà cái này là không có tên đó là của em. Còn 30-40 đơn luôn cả nhà, chưa đổi được nha. Mấy chị mình có đổi đồ, shop em không có bán tầm bậy. Đúng tên, đúng người gửi, em lấy ra, em đổi liền cho cả nhà mình. Còn 30-40 đơn chưa đổi. Em nói thiệt, em lấy lên đọc cho mấy chị mình xem. 1, 5, 2, 5, 3, 5 cũng không mất đồ nha. Nhà em là không bán tầm bậy. Đâu một chiếc nhẫn hay là một chiếc vòng của chị em cũng còn hết. Mấy chị cứ nhớ. Nè Ngọc Dung rồi mua đồ em mấy năm trời nè. Đó, chế lên nhanh đâu rồi. Có làm thấy bả đó. Cứ đổi đồ đi. Lên shop em không có tầm bậy, đâu còn đó hết. Rồi nhầm khi mấy chế biết không dịch đó. Cái nhầm khi mấy chế có điện có đổi cái bù tá nó không vào mấy chế nó đem về em. Đó. Rồi phải kiểm tra. Em đổi đồ em kỹ lắm. Em phải vô trong cái sổ nha. Tất cả. Chị A, chị B, chị Sồi, chị Mít gì đó. Là ngày mấy tháng mấy. Vô sổ đổi chiếc nhẫn. Ngày nào rồi không có bán tầm bậy đâu, không đổi tầm bậy đâu nha. Đúng tên đúng đội em lấy ra cho mấy chế hết, còn chưa đổi là vẫn còn hết, không có bắt đâu hết nha. Cách chưa coi nào con dây mã 11. Dây mã 11 này 800 chị yêu ơi, 800k mất phá hộp. Chị muốn làm mất phá tròn, em làm phá tròn giờ phút quen lặt giờ phút chân nha. Cây mấy ngày chị yêu 800k. Shop ở đâu vậy? Dạ shop em trên đường Trần Đại Nghĩa, ở gần dòng xe An Lạc. Chị Bích Dân ơi,
số nhà 18 có cho em nắm không? Số nhà 20 có cho em nắm 330 hũ chị. Em hồi xưa em nắm lắm đó chị. Một hũ kem của em xài cỡ 3 tháng chưa hết. Chị bán hàng nói chuyện dễ thương quá. Dạ ok chị Trang Ngô ơi, mấy chị yên tâm cứ mua đồ em. Một câu nói bậy không nói, làm bậy trời không cho đâu. Thiệt, ở phải trời cho nha cả nhà. Ở phải trời đãi, làm bậy trời không cho đâu. Em nói thiệt, mua đồ của em khỏi sợ mắc, khỏi sợ bị gạt, khỏi sợ bị gì hết. Em bán một ngày mà khách lại nhà em á, em nói thiệt chứ mấy cháy. Từ Cà Mau, từ Sóc Trăng, từ Cần Thơ mà chạy xe Honda lên nhà em luôn nha. Đừng có sợ, mấy cháy đừng có sợ em bán trên mạng. Người em người thiệt, em không có bán tụi bậy. Tại vì khi mình bán trên mạng mấy cháy mình mới thấy. Chứ còn nếu mà em bán tại shop em á, thì ở sớm thấy thôi. Thành ra bây giờ nói chung ra ai cũng bán trên mạng, mà em đã bán trên mạng 8 năm rồi. 8 năm rồi nha. Đổi đồ thế nào chưa đổi, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng cứ để số điện thoại đổi đồ chị. 3 tháng chưa có em. Tức quá chị, tức luôn. Đổi cho chị. Cứ chửi đại đi, em nói thiệt không sao hết. Nhân viên em cứ chạy vô lấy kiếm ra cho mấy chị, cứ 1, 2 tiếng, 3 tiếng vậy đó kiếm ra cho mấy chị nha. Nhớ, phải nhớ lúc mình đổi tên gì, một cái dòng gì. Đổi hai món nè. Em ơi, chị đổi một cái lắc rồng nhà, một cái dòng xanh 700, cái lắc rồng 1 triệu. Tại vì nhầm khi mua tá nó chứ biết không, khổ lắm. Nó đem lại cái nhận đứa nhân viên em nó không biết á, nó giục lại vậy nè, không có số điện thoại, đâu có biết đường điện cho mấy cháy đâu. Mấy cháy nhớ giùm em. Em ơi, chị đổi lắc rồng với chiếc dòng xanh này nè. Hai cái món đó đó em mà lâu rồi 3 tháng chưa có lấy đó. Em cứ kiếm giùm chị đi. Là nó kiếm cho chị, không có tên là của chị đó nha. Không có mắc vẫn còn ở đây hết trơn. Chưa có đổi được còn ở nhà em. Hỏi nhân viên chị nhiều lần không trả lời nè. Em hỏi nhẫn nhiêu không trả lời nè. Nhẫn em đeo hả? Trời ơi, nhẫn em đeo là tới 350 mã 100. Đâu rồi con? Còn mấy màu nữa, trời ơi, nhẫn em nhiều lắm. Nhẫn em nhiều mẫu đẹp chưa bằng nhau. Chưa bằng nhau, cho cô cái mẫu đó, mẫu đó đó. Dạ nha. Em nói mấy cháy đồ của em nha. Em khách em toàn là mấy chị khách VIP không? Khách mà thì có khách sang không á, khách đại gia không á. Nè mấy cháy nhìn nè, đẹp chưa nha. Mã 07 007 300k sòn 15 ly, đẹp ghê không. Cho cô mẫu này nè, con coi nằm đâu rồi con. Cô đeo đúng rồi cho mấy cô. Mã 100 nha cả nhà. Nổi đồ lên sân thoại giúp em. Em có đây nhân viên đầy đủ. Rồi mấy nhân viên em kiếm cho mấy cháy liền. Em lên vòng hết vòng, mấy mẫu vòng đẹp xịn sò cho mấy cháy coi nha. Ôi ôi nó đẹp mấy chế ơi. Cho cô cháy nào có lấy sỉ em lấy sỉ nha. Chứ em có bán lẻ mà lần mấy trăm chiếc gì đâu. Có lấy sỉ em lấy sỉ nha mấy cả nhà. Em bao mấy chế bán không đen không phai. Em bao hết đừng lo nha, yên tâm. Nó bán từ bậy, bán xong chặn Facebook mấy cháy đâu. Nhà cửa đàng hoàng, mấy cháy cứ lợi nhà em nữa thoải mái. Mấy cháy mua một chiếc nhẫn cũng vậy nữa, bảo hành cho mấy cháy hết, chứ không có bán từ bậy. Cho cô cái cạc hay cô. Nhẫn em nè mấy cháy. Cái cạc mà Ly gửi hàng cho mấy cô. Nè, năm màu, màu trắng, màu xanh lá, màu tím, màu sen và màu trà. Mẫu này là mã 100, 350 ngàn. Đẹp dữ lắm. Khi gửi hàng cho mấy cái đẹp là em có cái cạc bảo hành. Cho cô cái cho cô cái gói đồ rồi cho mấy cô luôn. Xưởng đồng em làm là có giấy phép kinh doanh nha. Em có mã số thuế. Em đâu đó đàng hoàng hết, không bán tùm bậy mấy chế. Làm đâu đó đẹp hết mới bán cho mấy chế. Đó. Lắc gì con? Lắc sủng 700 hả? Có lắc khoan lạc sủng 700 chị yêu ơi. Nè chưa in mọc gì. Ủa Ly cái này có hàng sao không in mọc Ly? Phỉ giờ nay quên in mọc hả? Không, cái hàng đó hàng bán về đó cô. Nhưng mà con không in mọc vậy sao được? Trời ơi, nó lụm cái đơn quỷ cho cô. Lắc sủng 700 cho cô ơi.
đất sủng 700 nặng cây mấy chứ ơi. Bữa nay em làm đẹp lắm nè, con mày nói vậy nó thích. Đồng mấy cái đeo rửa xà bông rửa chanh thường đẹp lắm. Chị nào mà mồ hôi dầu quá đeo nó búng như dằn thiệt vậy đó. Dòng 7 màu, nhắn 7 màu có nghe chị. Chị ơi, nhắn 7 màu, dòng 7 màu có. Cho cô chạy lên lấy cái mặt cho cô cái luôn học. Cho em xem lắc nam. Dạ. Lắc nam. Lắc nam em đang đeo được không? Em nhiều đồ lắm. Mấy chế thấy mẫu dần thiệt không nè. Mấy chế nhìn thấy không? Cái mặt 600. Rồi. Cái dòng 1,2 triệu. Có đủ đi nha. Có nhẫn 380 vậy luôn nghe cả nhà. Bông thì em chưa làm rồi. Nè mấy chế nhận hàng xem hàng trước khi trả tiền nha cả nhà. Em có cái hình của em luôn. Và em có cái mộc này là mã số thuế nha. Cái mộc này là nhà nước cấp cho em chứ em không có tự làm đâu. Là có mã số thuế trong đây. Đồng của em, xưởng em làm là có giấy phép kinh doanh hết. Đó, không bán nó bậy nha cả nhà. Thiệt. Em bán 8 năm rồi. Không phải mới bán. Đó. Mấy chế tin tưởng mua đồ của em. Đồng của em là có mộc, có giấy phép kinh doanh. Trên cái hộp đồ của em là có cái hình. Mấy chế nhận hàng xem hàng trước khi trả tiền. Trong cái trong cái hộp này em có bảo hành cho mấy chế cái cả trong đây hết nha. Có bàn số điện thoại trong đây chút đơn và gửi hàng cho cả nhà mình. Xưởng đồng em là có giấy phép kinh doanh đó, có bảo hành cho cả nhà mình hết, không có bán tùm bậy đâu mấy chế yên tâm nha. Cái này là mộc này nhà nước cấp cho em, có mã số thuế đàng hoàng chứ không đóng tùm bậy công an bắt luôn. Em nói thiệt, tại vì lên mạng cả thế giới ai cũng thấy hết chứ không phải em bán tùm bậy, em nói tùm bậy được. Nhà em là từ 8 giờ em mở cửa tới 10 giờ đêm, không có bán tùm bậy nha. Bán tùm bậy công an bắt luôn, em nói thiệt, lên đây là cả thế giới bán, cả thế giới thấy, cả nhà biết rồi nè. Mộc giấy phép đàng hoàng nha, mấy chế yên tâm mua đồ em khỏi sợ. Mai màu khỏi sợ, đen khỏi sợ gì hết. Rửa xà bông rửa chanh thường bóng đẹp. Chị nào mồ hôi muối là đeo dòng cement bị ngứa, đeo dây chuyền bị ngứa, chị thế thôi. Còn chị nào mồ hôi dầu đeo hoài bóng hới luôn. Rồi chị nào coi cái mặt là 400 nè chị ơi, cái mặt 400. Rồi em cho mấy chị coi dòng nè, lấy mẫu vàng thiệt làm không. Mấy chị nhìn thấy dòng đẹp chưa, dòng nữ hoàng, cái này là dòng nữ chúa luôn á. Mấy chế cứ không thích đồ em á, mấy chế bấm nút theo dõi em đi. Coi mấy chế mối của em mà mua là mấy chế biết sao liền. Một chị mà mua của em đồ mà 20-30 triệu, mua đeo chơi á nha. Một chị mà lên nhà em mua 17-18 triệu đó. Đẹp lắm. Không có thua gì dàn thiệt, không có xê chỗ nào, không khác chỗ nào. Chuẩn màu đẹp cho mấy chế mình nha. Đeo thời trang. Chút dòng này mã 82, 820 ngàn. Em chỉ có hai màu này thôi, màu trắng và màu trà, đẹp chưa? Có đủ ni, có đủ ni. Rồi mẫu này là dòng bông mai, đồng của em là mấy chế nhìn nè. Mân nhà em dục tá lả tùm lum chân, em dục nè, mấy cái mâm đồ này em dục rồi, thôi tối mà em đâu có đậy đâu, mấy chế thấy đó, không đen không bao giờ phai màu. Rồi bông em đang đeo 200 cả nhà ơi, con cho cô bông ngọc trai mà 250 ngàn đấy. Hồi nãy có cô nào hỏi đồ nhiều lắm, em lai tới sáng chưa hết nữa, em nói thiệt á. Nãy có chị nào hỏi bông nè đó, em thấy là cái đầu em chạy lên em lấy cho cả nhà mình nè. Nè em làm lần nào mấy chế thấy mấy mầm vậy đó. Bông ngọc trai 250 ngàn nè cả nhà, bông ngọc trai 250 ngàn, đích dặn nha. Em có lô đích móc mà đích móc hết rồi, còn lô này đích dặn. Em đặt dòng bông, em đặt dòng bông, bông nào ta? Lên mãi giúp em nha mấy chế. Bông tồn ten ngọc trai hả chị? Thì đúng rồi, bông tồn ten ngọc trai hương hương ơi, 250 ngàn em. Mà cái bông nó đích dặn nha, đích dặn. Có bông móc tròn nữa, mà móc tròn bữa nay chắc hết rồi quá. Hết rồi, còn đích dặn không à. Có một lô móc tay tròn tròn đó mà hết rồi, để mai chị mai làm. Còn lô này đích dặn nha, nếu không thích đích dặn thì đợi mấy ngày nữa đi, mai làm. Rồi dòng này là dòng bông mai, mã số 1, 700k. Rồi. Em like mấy cái dòng lưới cho đây nha mình xem. Thôi cậu lấy đâu con, đừng nặng lắm, để đó đi. Cậu từ từ, không bỏ 10 cái rồi.
Kim tiền hết luôn hả con? Kim tiền 700 á. Còn một trái. Ba trái tay ông cái gì cũng hết, chẳng phải mà thấy em một mâm gì mà còn hoài đâu, ngày mai là hết. Con chạy đi mốt cái dòng kim tiền hay còn cái hai cái chỗ nào. Thiệt á, em làm liên tục không có. Hết luôn á. Cho cô một cái. Ông ăn một mâm không á, làm một ngày ra mấy trăm cái là hết à. Không kim tiền mà 750 hồi bữa cô đeo. Hết luôn rồi. Rồi em like nha. Kim tiền chị nào lấy cũng có luôn. Dòng lưới 600k. Rớt rồi. Ly ơi, hết pin rồi con ơi. Dòng lưới 600k cả nhà ơi. Dòng lưới 600k. Cứu bộ cô Ly ơi. Rồi, máy chính. Này cô hút cái này ra con để qua đây. Dòng lưới 650. Xin lỗi, dòng kim tiền 650.000. Không, con rút cụm dây này. Dây mới nè. Con để vô đây. Cái đó nó chạy yếu, nó chạy nổi. Dòng lưới 680 cả nhà ơi, dòng dẫn sóng 680. Động của em là mấy trái nhìn, em đưa gần cho mấy trái coi nè, cái phá nè. Nó kích kịch luôn nha. Đó. Đeo y như dòng tiền. Dòng dẫn sóng 680. Dòng lưới kim tiền, dòng lưới và kim tiền. Dòng này là 700. Cho xem nhẫn bông mai đi chị. Nhẫn bông mai bữa nay em giảm cho mấy chị yêu có 150.000 thôi. Rẻ, ba ship cho mấy chị luôn. Rồi. Dòng bi này đeo đẹp lắm nha cả nhà, 7 phân. Dòng bi 800. Có kỳ hưu chứ? Có kỳ hưu. Kỳ hưu 300 và 150. Kỳ hưu 150 cô đang làm đúng nha con. Kỳ hưu 300. Cháu em nó tiết kiệm, nó lấy coi chiếc. Nhẫn bông mai 150, bao ship cho cả nhà mình luôn. Bông mai đồng vàng nha. Đồng vàng thì cái màu vàng 24, tại mấy cái nhìn trong điện thoại vậy á. Đồng vàng nha cả nhà ơi, đồng vàng là màu 24. Con kỳ hưu 300 cả nhà ơi. Con nhỏ hơn con đây 150 nha. Con nhỏ hơn hết trơn, không còn con đang làm. Nhẫn bông mai 150 nè, đó sắp hết nữa nè. Bông mai là đồng vàng nha cả nhà. Em giảm cho mấy cái mình có 150. Con nhẹ hơn ban gia sĩ. Ban xong là đi Mỹ luôn. Rồi, vô lại giúp cô đi, cô quay phiếu. Con này là 300 nghe cả nhà. Mô Phật ạ. À. Con nhỏ 150. Có luôn 2-3 ngày nó có em đang làm. Rồi để lên đi con. Nhẫn nam. Mấy giờ rồi tụi con? Đúng rồi, chào đó. Con này chưa. Em like nhẫn nam, mít nhẫn nam ha. Nhẫn nam đẹp lắm nha mấy chú ơi. Con em là nguyên chất mấy chế ơi. Em bán em bao ship không mà em không có tặng quà nha. Thiệt á, mấy chế hành chi tặng quà. Đeo đồ đẹp là được rồi. Nhiều chị là nhà em. Hai chị em nha. Các bạn chưa trả giá hoài luôn. Cái chị kia bà nói, mày đừng có trả giá nó, trả giá nó không bán đâu. Mày mua về mày đeo đẹp còn hơn cái đó nữa. Rồi. Cái đó con để chuyển trực tiếp, con cho chuyển trực tiếp, đúng rồi. Mà đừng có trả giá. Trời ơi, mai nó không có bán đâu. Em bán không có tặng quà. Mà em chỉ bao ship cho cả nhà mình thôi. Rồi, mấy trái đeo đồ em nó đẹp. Nó đẹp như dòng thiệt. Em nói thiệt nha. Mấy trái mua hoài nó chứ biết rồi. Rồi, lên nhẫn nha cả nhà mình nha. Nhẫn mã số. Nhẫn chờ hết ra đi anh. Nhẫn chờ hết ra đi. Nhẫn mã số 3. Có màu đỏ và màu xanh lá. Nam này mấy anh ơi, 250.000 bao ship. Rồi mã số 3, 250 bao ship. Cho cô đó lên. Dễ đẹp xài bền mấy anh ơi. Nhẫn mã 61. Tấn tài tấn lộc 200. Đeo hết lóng tay luôn. Đẹp chưa. Vô lại giúp em mấy chế. Chút xíu em quay phiếu nghe mấy chế ơi. Chia sẻ lại hộ em nha. Tại em hết pin đó.
200 tấn tài tấn lộc hết nóng tay nè mấy anh, có 200 ngàn thôi. Được. Nhẫn một 250 chị yêu ơi, em bao ship cho cả nhà mình luôn. Rồi nhẫn này là nhẫn con trâu có kim tiền, mẫu này đẹp lắm nha mấy anh, 250 ngàn, mã số 2 có đủ đi nha. Em nhầm chế nữ đeo hai chiếc này hai bên tay luôn á, mẫu này đeo đẹp lắm. Mã số 2 nhẫn nam nha mấy anh, nữ mấy cái model đeo luôn. Chị Mai thấy em không, sai lầm của em, cái chào em sai lầm của em ơi, chứ thấy em rồi lên nhẫn nha cả nhà, sai lầm của em để tên nha chị. Sao sai lầm của em là sao ta? Tì hưu đồng vàng hay đồng đỏ? Tì hưu đồng đỏ. Tì hưu hả? Tì hưu gì cho tự nhiên hỏi, tì hưu đồng vàng đồng đỏ cái đồng đỏ em đang lấy đồng đỏ hết á, có cái nhẫn bông mai là đồng vàng thôi nha, bông mai đồng vàng, bông tai đang đeo 200 bao ship, bông tàu to. Thanh Thanh ơi, đồng vàng bông mai 150 bao ship, nhẫn 300k dòng 1,2 triệu, nhẫn mà giống dòng là nó tới 380 nha chị Kim Chi, nhẫn giống dòng là bây giờ mất nó chạy nằm cái mâm màu rồi. Cho xem dòng ta đang đi. Em nhẫn nhiều lắm, nhẫn lưới, nhẫn kim tiền rồi nè, mấy cái dòng nhẫn giống như mấy cái này nè, mấy cái lấy có bộ hết nha, có bộ hết. Mà nãy có cô nào xem dọc xi men đó không? Con lên bây giờ em nói thiệt, mấy cái giờ em like tới sáng luôn mà còn chưa hết á. Cái gì con? Mẹ. Chị cô nào hỏi nhẫn lưới giống dòng lưới nè mấy cái ơi. Nhẫn là toàn là giống dòng có hết nha. Nhẫn dài đẹp khách lắm tay nè, có 200 nè, nhẫn lưới. Dòng có luôn nha. Chứ nào cứ lấy nhẫn bộ có hết nha. Rồi nhẫn mà giống dòng này nè có 200. Có luôn nha cả nhà, cái dòng 600. Tất cả mấy chế lấy dòng. Chị ơi làm dòng xi men đẹp đi chị. Dòng xi men dẹp phải không? Dòng xi men dẹp ha. Dòng xi men bộ nào cũng đẹp hết trơn mà. Dòng xi men bộ nào cũng đẹp hết trơn. Nhẫn này mã số 3 cô lấy rồi con. Nhẫn hồng trà còn nhiều không Ly? Trà nam. Ôi hết rồi thôi con. Mình chơi lấy đầy thẻ á, cái gì cũng hết chứ. Đầu năm mà em mới chơi làm nhiêu là ra bán nhiêu đó. Rồi em bán thiệt nhờ anh chị thương là vậy đó. Đẹp. Đồng á, mấy cái rửa xì bông rửa chanh. Mấy anh nam em dặn nè. Ví dụ như nhẫn nam này có 350 ngàn chiếc thôi nha. Mẫu này là 350 ngàn. Mẫu này là 350 ngàn, mã 100. Mà mấy anh coi chiếc này nếu mà tiền công của dàn thì ít nhất là 750 ngàn. Chiếc nhẫn này hai con rồng, miên con rồng luôn nha, nhìn kỹ nó đẹp xuất sắc luôn. Rồi chiếc này là màu đen, chiếc màu xanh lá và màu đỏ, nhẫn hai con rồng mã 100, 350 ngàn. Thì ví dụ như mấy anh đeo đồng thì ngày đầu á là chiếc nhẫn nó ra ten hơi nhiều, cái nào em bán em nói thiệt à, mà xưởng em bữa nay là làm rất là ít ra ten, bữa nay đẹp lắm á. Mấy anh rửa xà bông rửa chanh chỗ cái tay nó hơi xanh tí xíu nè, mà đeo từ sáng tới chiều nhằm khi cái mồ hôi tay mình vàng thiệt mà nó còn cũ còn ra ten nữa, vàng thiệt. Mấy chị mua nhầm tiệm nó cũng ra ten luôn á, em nói thiệt nha, mấy chị đeo vàng biết. Đồng em ra ten rất là ít luôn, rửa xà bông rửa chanh cái này hết, đeo từ từ hết ten rồi từ từ sẽ hết luôn, ngày làm đẹp cái bên luôn. Rồi nhẫn này là mã số 5, nhẫn chữ phước, bên hông có lưới lùn bự nha, chữ phước này bự nha chứ không phải nhỏ đâu nè, mấy em thấy nè đó, hết cái lông tay luôn. Em hôm qua hôm kia em nói mấy chế thương khổ lắm nè, em lấy cho mấy chế coi nè, chiếc nhẫn này chữ phước đó, bị shop cắt ăn cắp đơn, nó để vô nhẫn chữ phước, nó lên cháo hàng đổi shop em, nhân viên em đâu biết đấy kìa, tưởng đâu của mình. Trần ơi mấy chế nè, mua lầm chứ không bán lầm, mà xưởng em làm cái gì là em biết hết. Để mấy chế coi chiếc nhẫn này nè, nó nhỏ hơn nhẫn của em cái này nè đúng không? Dạ.
mà mấy cháu em nó không biết đậu quá nè, thấy không, y ghen không khác chỗ nào. Trời ơi, nhái y ghen luôn em, mấy cháu nhái đồ em y ghen không khác chỗ nào nè, mấy cháu nhìn thấy không, chiếc này nó có 7 thôi, chiếc em 10 nè, mà của em nó muốn hết sân giới luôn rồi mấy cháu nhìn này. Em có một chiếc đó, cháu hàng á mấy cháu, có một đàng hoàng nha, có một đàng hoàng nha, nhưng mà em nói tên shop đó làm gì thì ăn cắp cháu hàng vô shop em. Mẫu đó hả, mẫu đó con ra tủ coi còn không, mẫu đó tôi ngưng làm sắp hết hay gì nè, mấy cháu nhìn nè, thấy không, để em đưa gần cho mấy cháu coi, tụi con nhận hàng trước khi coi kỹ nha. Đó, nó nhỏ 8-10. Em để đây nè, em để, em ghét quá em để đây làm mẫu. Nhẫn của em có 250 nha cả nhà, không khác chỗ nào chứ. Và chiếc 8, chiếc 10, chiếc này tụi con được bán nha, bán khách cho chửi, không phải đồ mình đó, khách cháo hàng. 250 chiếc nhẫn, quá trời đẹp luôn. Rồi bắt đầu em lên nhẫn rẻ tiền cho mấy anh nè, chiếc này 200, mã 46, có đen và đỏ 200, bao ship cho cả nhà mình luôn 200. Cốc kim tiền, cốc đỏ ngậm kim tiền ở trên, to bự luôn 200. Nhẫn nam cốc kim tiền giúp em nha, nhẫn nam cốc kim tiền, nhẫn nam cốc kim tiền nha, phải chứ đừng có để nhẫn nữ cốc kim tiền vô là lộn quá. Nhẫn nam cốc kim tiền 200. Nhẫn này là nhẫn rồng, hộp đỏ, miên con rồng xung quanh hai bên sườn luôn. Nhẫn này là mã 75, 200. Nhẫn này nữ đeo được, nam đeo được, miên con rồng nha mấy em, 200. Nhẫn này đẹp nhất nè, nhẫn này là em mới chế nó đẹp nha. Tỳ hưu cao, sang đẹp luôn. Cái con kỳ hưu không đã 300 rồi cả nhà. Đó, nhẫn kỳ hưu 250, nữ đeo luôn nha, nữ đeo được luôn. Em mà mấy chị mà model mà ngầu ngầu mấy em mới em mới chứ mấy chứ đại gia không em thiệt, em là mấy chị mới yêu em là đeo mẫu này nè, nữ đeo mẫu này không đó chị nói không. Hai trăm năm mươi ngàn mẫu kỳ hưu mã số 1, kỳ hưu mã số 1, 250 ngàn. Mấy giờ tụi con? 10 giờ hả? Sớm mà. Còn 13 phút nữa. Mã 46 200, nhẫn 350, mã 100. Dạ ok chị. Cảm ơn chị Nguyễn Bích. Dạ cảm ơn cả nhà mình nha. Có gì? Có gì? Anh N không? Dạ có chứ. Dây N. Dây N 600 mới làm xong rồi đâu rồi Ly? Phát cho Ly. Còn không? Dây N nhỏ 600 đâu con? Dây N nhỏ 600 hả chị? Không, cái đó đâu phải. Cái đó đâu có dây nào đâu con. Dây nào mà con, dây nào 600 á. Trong năm nào. Dây đó dây 800. Không, cái dây nào mà nó bỏ 800 hồi bữa. Dây nào có nghe chị yêu ơi. Dây nào 600, 800. Bông trà. Đây. Dây nào 600 là gì? Nhỏ gì nè, 7-8 chỉ. 800 thì cây mấy nha. Bông bông trà còn không con? Em lên đích nhẫn nam xong rồi, mơ chiều á. Em đang làm nhẫn nam nhiều lắm. Nha mấy anh, đợi em nha. Mơ chiều em đang làm rất mẫu màu trà rồi đẹp lắm. Đợi em. Rồi em lên ít bông cho mấy chị nha. Em lên ít cho bông nè. Cô lấy bông cho cô con. Lấy bông cho cả nhà mình nha. Giờ già ngồi đứng ghét cười, đau lưng quá mấy cháu ơi. Ây giờ mỏi lưng quá. Này con, để này lên. Nhẫn này nhẫn cũ. Lên bông nha cả nhà. Bông Chanel, bông Chanel, bông gì đấy đó. Bông gì đấy rồi con. Bông ngọc trai.
bông ngọc trai mấy chị ơi, bông ngọc trai này có mã cho Ly. Bông ngọc trai mã 51 đích dặn nha mấy chị. Bông ngọc trai mã 51 đích dặn. Em lắc tay nhiều lắm nha cả nhà ơi. Bông ngọc trai. Em chưa lay lắc cho cả nhà mình luôn. Bông ngọc trai mã 51 250.000. Rồi, lên bông hậu cô đi con. Có dây cỡ 3 chỉ. Dạ không. Dây cỡ 6 3 chỉ em ơi, đồng khó quá à, không có làm được. Dây của chị đeo là nhỏ xíu xíu rồi nè. Dây này là dây này là nhỏ xíu xíu rồi nè em. Dây này có bự đâu. 650.000 dây. Hộp bi 80.000. Dây này là nhỏ nè, 650.000. Dây nhặt, dây chữ công nhỏ, nó đặc, nó nặng. Dây đồng nhỏ quá không làm được. Nhỏ quá khó làm lắm. Dây đó là nhỏ dữ lắm rồi đó. Còn em muốn nhỏ là dây này 400 nè. Rồi chị tiếp. Chia sẻ hộ em mấy chị ơi. Chút xíu thôi em like ít bông nữa xong em bốc thăm tặng quà cho cả nhà mình nha. Em tặng tới 10 phần. Chị nào có trúng thì có trúng liền thì mấy chị còn coi thì cứ chụp hình vô Messenger. Chụp hình qua tin nhắn em sẽ ngày mai em gửi liền cho mấy chị. Nha. Rồi em lấy dây 400. Con giật này từ từ con. Từ từ. Đủ kiến không đó. Rồi em lấy dây 400 cho em khi coi cái em lai bông cho cả nhà mình nha. Dây bên mai là nhỏ nhất là 400 là dây này. Con lấy cái này để lên cho được. Mới nãy mới lụm dây 400 đâu mất tiêu rồi. Em đợi em chút nha. Cho cô cái mâm mấy cái nhẫn làm cái nhẫn mà à đây, trời ơi dính lắm xỉu luôn. Dây 400 chị ơi. Chị có đổi đồ mà bữa 20 Tết tới giờ hả chị? Để số điện thoại giùm em nha. Chị ơi. Chị Ho Chương ơi, không có mắc đồ đâu đừng sợ. Nha. Để số điện thoại đây giúp em. Dây 400 nè em ơi, dây mắc che mắc chút gì đây, 400 dây này nè cây á. Đổi đồ bên em không có mắc đồ. Chưa có đổi thì còn ở đây. Điện chị không nghe máy á nha. Hôm qua là nhân viên em đổi đồ cho mấy chị hết, còn đâu 20-30 đơn không nghe máy luôn. Điện 3 lần 5 lần luôn. Mấy chị có thấy em đổi đồ để số điện thoại liền em. Không có mắc đồ đâu, chưa có đổi là vẫn còn ở nhà em. Yên tâm nha. 1 tỷ không mắc nữa chứ đừng nói chiếc nhẫn mấy chị. Yên tâm đi. Nó mắc miếng nào. Chưa đổi là còn ở đây. Dạ. Chưa đổi là còn ở đây. Rồi em lên bông cho cả nhà mình nè. Em lên bông cho cả nhà mình nè. Con lựa mã cho cô đó hả? Trời ơi có mã nào lai trời. Ngày nay em không có dạng. Từng nhiều bông lắm mà chưa làm mã luôn á. Ngồi làm mã lại con ơi. 250. Bông ngôi sao nè mấy chị ơi, đẹp không? Đích dặn nha. Cũng còn ít đôi. 250.000. 250.000 mã 15. Mã 15, 250.000. Nhẫn trên tay em là mã 100. Con cho cô nhẫn là nhẫn nhiều lắm chị Mai ơi. Cho cô mà nhẫn phòng 15 ly 300 mới thì đâu rồi con. Em mà em đâu mười mấy 20 mũ nhẫn mới đẹp luôn á, mũ đẹp thật là đẹp luôn. Cái mẫu ấy hả cô? Lấy nhẫn bông mai 150 nghe chị, có đúng đi chị Liên Phan ơi. À, dây 400 có mặt không chị nha không? Dây em bán riêng mặt bán riêng chị yêu ơi. Không con nhẫn mà mẫu này còn nhiều không con? Mẫu cô đang đeo còn nhiều không? Ôi ôi nhẫn sờn trà pháp nè mấy chị. Nhẫn này hộp 15 ly có 250. Còn chế nào lấy sờn là em đeo cho mấy chế coi nha. Mới giờ làm xong sờn xung quanh luôn rất là đẹp luôn. Bên em chất liệu rồng. Mấy chế rửa xà bông rửa chanh sáng bóng đẹp nha. Có xi men bạch kim trắng không? Dạ không. Em bán đồng không mà chế màu 18 không à. Bạch kim trắng là chế phải. Cái đó là hộp kim si. Si từ từ đeo nó phai. Còn đồng đeo nó phai chứ. Bữa nay ít đèn đeo đội si của mấy chế. Tặng kinh không đồng mấy chế ơi.
tặng kinh, không mua trang sức cũng được tặng. Bữa nay trời mưa, em sửa nhà nó ướt kinh em hết trơn rồi. Tặng kinh không đồng, nhỏ này nhắn công chúa. Kinh không đồng chị nào lấy là em tặng nha, không mua trang sức cũng được tặng. Một cuốn, hai cuốn, ba cuốn kinh A Di Đà nè, rồi kinh này là kinh bốn cuốn, năm cuốn đó. Em có mấy sư mấy thầy á chị tặng cho mấy trái mấy kinh này rất là tốt, thành ra em nên mấy kinh này mấy trái cứ lấy đi, em tặng không đồng. Có mua mà không có mua trang sức em, chị em mình có duyên thì đang chị em nào có thích đọc kinh đang thấy em, mình về mình tặng cho chị, cho mẹ mình hay cho cha mình đọc rất là tốt, hay là mình đọc cũng rất là tốt, không tốn tiền, em miễn phí em bao ship tới nhà mình cho mấy chị em mình luôn. Lấy một phần năm cuốn, một phần năm cuốn, trái nào lấy hai phần cũng được luôn, ba phần cũng được luôn, là mình về mình đừng có bỏ nghe mấy chế. Mình có thỉnh hả, lấy có lấy ha ha thì đọc giùm em, đọc xong mình có thuộc thì mình để vô tủ đựng bỏ chứ đắp hay là xé rách tàu tội nha mấy chế tội nha. Tại vì kinh này là kinh của Phật, em in thì nó thiệt là em cũng tốn tiền, mà em gửi cho mấy chế là một đơn hàng cũng mấy chục ngàn, em cũng tốn tiền. Nó là tấm lòng của em gửi tặng cho mấy chế đẹp mình, cho chị em mình. Tại vì kinh sám hối với kinh này là kinh chú đại bi, mấy chế đọc rất là tốt. Thì đời chết, đời mằng chết có mang theo đâu mấy chế ơi. Em làm được cái gì thì cũng để lại phước đức để lại cho con thôi, chứ hay là mình để lại cho kiếp sau gì thôi, chứ không có mằng. Bây giờ ngồi trên cái đống vàng này là vàng giả, thí dụ ngồi trên đống vàng thiệt cũng vậy, chết cũng có mang theo được gì đúng không cả nhà. Chết cái nút áo ta còn lắc lại nữa, đem theo được một bộ đồ bùa dịch này nè, bỏ vô trong cái bọc ly lông xong để vô cái tủ nước đá xong đem đi thiêu xong đi luôn. Có mang theo đâu mấy bà ơi, mằng thì mằng vậy đó. Tặng kinh không đồng không có tốn tiền nha, hai bộ ba bộ năm bộ cũng được, chứ mấy chế đừng có bỏ mấy chế tội á. Em có tội. Em bên em cũng tốn tiền, em gửi em cũng tốn tiền đúng không? Mà mấy trái thương em thì mấy trái độc, mấy trái đựng bỏ, mấy trái đựng xé hết nha. Xé hết là mấy trái tội đó, biết chưa? Rồi, không phải con. Cái nhẫn mà giống vậy nè, bà nãy nó mới làm xong 300 ngàn đó. Tặng kinh không đồng để số điện thoại giúp em. Em xem lắc hộp xanh của em đang đeo, dạ có 700 mà chị ơi. Ơi mô Phật tôi à, cho cô có lắc, cô đang đeo luôn cô. Đem cái mâm đó lại cô luôn. Mắt này chị ơi, vòng quá chị, chứ không phải lắc hả chị, vòng nha. Em bữa nay em ốm á chị ơi, em còn có 40-50 nè chị. Tặng kinh không đồng, chị nào lấy hai cuốn thì đấy, tặng kinh hai bộ cho em, một bộ năm cuốn không tốn tiền. Mấy chế đừng có trả tiền shipper ship gì hết trơn á, em bao cho mấy chế hết tới nhà luôn, giống như trang sức vậy đó nha. Đừng bơm hàng nha, tặng kinh đừng bơm hàng nha. Có chị tặng kinh bơm hàng nữa chồng. Em nói trời ơi, trời cái bà ta tặng kinh cũng bơm hàng nữa. Trời nhắc như nghe quả nó ngồi cười quả kìa. Thiệt, tặng kinh đừng bơm hàng. Đã người ta đã, người ta đã tặng rồi, người ta gửi tới nhà rồi, chỉ có được nghe máy thôi mà cùng bơm hàng nữa. Tặng kinh đừng bơm hàng nha. Bơm hàng mới mặt có tội nữa đó. Cười có tội à. Tặng là tôi được phước á, mà mấy bà mà tặng kinh mà mấy bà bơm hàng là mấy bà có tội á. Dòng 700 có ba màu nghe chị yêu ơi, màu trà nè, em đang đeo nè, đẹp xuất sắc luôn. Màu trà nè, cái hộp đẹp chưa, màu sen nè và màu xanh lá nè, có ba màu, hộp màu nào lấy màu đấy. Dòng 700 rồi, tặng kinh đừng bơm hàng nha, mua trang sức bơm hàng được, mua trang sức mai bơm hàng được. Mà đi qua chỗ khác mua vài bữa đeo sống quắc chạy lại mai mua nữa. Mấy chị kia vui lắm, là nhà em á, chị Mai, chị Mai thiệt á, em mua đồ của chị đẹp quá, sao em thấy chị ít like quá, em thấy bên kia mua like cái em phái em chạy mua, xong em cũng chạy để chị mua nữa, phái lắm, mấy bà thương lắm. Có nhiều chị nhắn tin đã lắm, Mai ơi quá trời người ta bán giống chị luôn mà không mua, không coi luôn, coi chút xíu chạy ra. Đợi chị Mai like xong mua. Đợi chị Mai like trong coi. Trời lắm. Nhẫn trà 15 ly 250. Đây. Nhẫn trà mới làm xong.
có sọt. Đẹp chưa? Đẹp nhức nhói chưa? 300. 300 màu xanh. 300 màu trắng. Cái nào lấy không sòn thì lấy chiếc này 15 ly, còn lấy có sòn thì sòn xung quanh. Sang chảnh đẹp luôn. Wow, đẹp quá mấy chị ơi. Nhẫn trà 15 ly 250. Nhẫn trà 15 ly có sòn 300. Mã 007 giúp em nha. 007. Màu trà màu xanh lá màu trắng. Rồi. Tặng kinh cho số điện thoại giùm em mấy chị. Tặng kinh hai bộ nghe em nhé chị Mai. Ok chị Kim Nở đây. Ok chị. Ok chị nào tặng kinh cho em số điện thoại cho địa chỉ giúp em nha. Tặng con sâu chuỗi Phật được không cô Mai? Sâu chuỗi Phật này hả? Cái này cô Mai chơi game hết trơn luôn rồi. Bữa nào có cô Mai tặng cho hết trơn luôn, tại cái này không còn nha. Có cô tặng luôn. Thiệt. Em đây em còn tặng cho mấy trái đừng nói chi. Trời ơi mấy trái ơi, tặng con sâu chuỗi nhẫn cưới đi chị. Nhẫn cưới có 150 à, có nhẫn cưới 100 nữa, nhưng mà nhẫn cưới 100 cái niên nhỏ xíu à, hết bự rồi. Nhẫn cưới 100 còn không, nó không còn tụi con. Em Mai ơi, nói nhân viên tranh thủ gửi cái miếng lắc đồng cho em. Dạ, có điện thoại là gửi hết trơn. Em lắc 5 cây, lắc 3 cây, mấy trái đang đợi nha. Đang đợi lắc 5 cây, 3 cây nha. Lắc 5 cây bữa nay không còn cái luôn. Hết luôn, sạch trơn luôn. Nhẫn cưới 100 nè. Nhẫn cưới 100 nè. Nhẫn cưới mới đâu con? Nhẫn cưới mới làm rồi là 22... xin lỗi 150 rẻ không? Đồ nhẫn cưới này có 100 nè mấy chế ơi, nhưng mà em không còn đi bự nha, thiệt còn đi nhỏ xíu à. Cái tài sống quất luôn, bữa nay đứt nè, rồi đen nữa nè. Nhẫn cưới 100 bao ship cho mấy chế mình luôn á. Tặng kinh không đồng cho em số điện thoại nghe mấy chế ơi, không có lấy tiền, không có tốn tiền, mấy chế không cần cho tiền shipper luôn, shipper em trả tiền hết luôn. Tặng kinh không đồng em mới in ngàn cuốn, mấy chế cứ lấy đi. Một bộ 5 cuốn nè, vô sẵn vậy hết trơn nè. Chiều nay trời mưa ướt hết trơn biết nhiêu rồi, nhưng mà nó không có thấm vô trong, em chùi lại hết rồi. Một bộ vô 5 cuốn trong đây nè, cái nào lấy hai bộ nè. Đó, thấy mô Phật tôi à. Gì đây con, cứ từ từ con, cứ từ từ. Kinh này mấy trái đọc tốt lắm, tại em có sư cô, sư thầy chỉ nè. Kinh này là mấy trái đọc là kinh A Di Đà nè, kinh A Di Đà chữ nghĩa này ha. Rồi kinh này là kinh nghi thức sám hối sáu căn và hồng danh này ha. Nghi thức sám hối sáu căn đó mấy chế. Còn kinh này là lời giải cách giải trừ oán thù của quan gia trái chủ này ha. Đó. Rồi kinh này là kinh dược sư này ha. Kinh này kinh dược sư này ha. Em tự in, em tự tặng cho mấy chế. Nói thiệt. Đó, là em tặng 3 năm rồi. Đó phải chờ đợi mấy chế ơi. Nè, kinh này là kinh chú Đại Bi nè. Nha. Lúc nào cũng tặng hết á. Có nãy chị kia nói hết là thiệt. Rồi bữa là hết trơn. Hết là dịch đó. Chỗ in đóng cửa. Bữa nay hết dịch rồi em in lại nhiều rất nhiều. Cứ lấy đi. Rồi em bao ship cho cả nhà mình. Em gửi tới nhà nha. Rồi không có tốn tiền đâu, đừng trả tiền cho shipper gì trên nha. Rồi nhẫn cưới mới nè, 150. Nhẫn cưới mới 150, hồi tối em mới quay nè cả nhà. Nhẫn cưới mới 150. Tặng bộ kinh cho em số điện thoại cho địa chỉ giúp em. Tặng kinh đó biết sao không? Tại vì em quá trời đơn luôn á, thiệt mấy trái thương biết á. Mấy trái mua rồi em biết tặng kinh. Trái nào có mua bên đồng bên em thì nó có địa chỉ. Còn chưa mua cho xin địa chỉ luôn đi. Thiệt nha. Em cảm ơn mấy chị mình thật nhiều. Nhiều đơn quá không có gửi kịp luôn. Mấy trái thấy của em có like thường đâu. Mà bữa 15 tay 15 khai trương like được 2 tiếng đồng hồ. Lúc bữa bữa nào đó like được 2 tiếng đồng hồ. Bữa 23. Bữa nay like hơi lâu đó. Bữa nay bữa nay chắc like 3 tiếng rồi đó. Tối mai không có like đâu nha. Đừng ngủ nha.
Đừng coi shop khác mua nha. Mua chạy lên em mua nữa, em giận quá. Nè đẹp chưa, có 150.000 nè. Tối mai em không like nha mấy chị ơi. Em có gì đẹp đẹp em quay cho cả nhà mình coi nha. Có đơn nhiều lắm. Tối nay là em quay em like vậy đó. Là tối mai á, ngày mai nhân viên em nhầm khi điện không rồi luôn á. Là ngày mốt điện nha. Sao con? Không. Em kết thúc like nha mấy chị ơi. Em tặng quà nha. Em tặng quà. À lừa đảo. Chú đại bi để chị đọc đi. Đáng tội của chị. Ủa Liễu, Liễu Quyển. À chị tội nhiều lắm hả? Chị làm gì mà bức xúc với em đây? Chị lừa đảo em phải không? Chị lừa đảo em không? Đây nè, trời ơi, nhà chị nè, cứ lên. Bức xúc. Nè. Có cạc đỏ hả? Áo đỏ. Áo đỏ đang mặc. Giá bao nhiêu? Áo đỏ em đang mặc hả? Trời ơi, miễn phí luôn. Tặng luôn á. Chị là muốn em tặng luôn. Nhà em là trang sức đồng Bình Mai. Số nhà 18, khu dân cư Tiến Thắng, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Ủa em vậy mới chạy lên mất tiêu rồi, chị lừa đảo em đúng không? Nè nhìn mặt cho kỹ thôi, nếu mà lừa đảo không được mặt giống vậy đâu nha. Mặt này là ta con của Phật đặng vàng đó. Đúng không nè? Mấy chế đúng không mấy chế? Dòng kim tiền 650, dạ ok. Dòng này hết hàng luôn đó mấy chế. Tặng kinh không đồng, dạ ok. Em gì nói chế lừa đảo. Em để số điện thoại lại coi em có mua gì bên chế không, hay là lấy nít giả vô đây. Vô đây rồi cà khệ ở đây. Đi ngủ đây cho bớt nghiệp nha. Chế lừa đảo mà bác đã tỷ đơn vậy đó. Tết giờ mới lay được có 3 lần, lần có 2 tiếng hồ à. Đây. Tặng kinh cho bớt nghiệp mấy chế. Tại em lừa đảo quá trời luôn. Lừa đảo mà mấy chế mua quá trời luôn. Không có đêm nào lay đâu. Tối mai em không có lay nha cả nhà. Em nghĩ còn 3-4 đêm em mới lay một đêm. Dạ. Ly ơi, quay phiếu cho cô đi Ly. Em là nói thiệt cho mấy chế thương nha. Nhân viên em hiện bây giờ là thầy trụ trì chùa. Tiễn cho em hai đứa là một thầy ha. Còn hiện bây giờ thầy trụ trì ở dưới Đồng Tháp á, là tiễn cho em đây coi 1, 2, 3, 4 đứa ha. Là em nói em giận ốc luôn. Thầy trụ trì với phó trụ trì chùa kiếm nhân viên cho em không? Không nói bậy nha cả nhà. Nói bậy nhân viên không coi ra gì. Mà thầy cũng không coi ra gì. Em nói thiệt luôn mấy chế tin không? Nếu con người em mà lừa đảo thì không bao giờ nào trụ trì thầy ở chùa mà tìm kiếm nhân viên cho em đâu. Thầy không có bao giờ rảnh đâu mà kiếm cho em nha. Em là mấy chế biết đó, em chỉ nói nhiều thôi là mấy chế biết con người em nó là sao rồi. Em không có tốt thiệt, em không có tốt thiệt. Nhưng mà mấy chế coi em like từ 8 năm nay rồi chứ không phải em mới like nha. Đồ em, đồ giả, em bán em nói đồ giả. Em tặng kinh, em nói em tặng kinh. Em chơi game, em nói em chơi game. Em bán đồng, em nói em bán đồng. Chứ không có bán tụi mày. Nói chơi mà không tặng nha. Chơi là tặng. Tặng là tặng, còn không tặng là không cả tặng. Còn đó, chứ không có nói tụi mày. Ừ, nói có, nói không, không, nói có, không có chơi vậy mấy chứ. Người thiệt, nói thiệt. Không nói tụi mày nha. Em nhân viên em là nói thiệt luôn hiện giờ đó. Là thầy trụ trì ở dưới Hoàng Pháp. Sư cô á. Sorry, không phải thầy, sư cô nha. Trụ trì với chùa, với Đồng Tháp. Là đang 4 đứa trong gia đình em á. Là giờ không chừng sư đang coi em đó. Đó nào cũng buồn hay coi em đó. Con có nói về sư. Mô Phật, sư tha lỗi cho con nha. Nhiều lúc bức xúc quá. Em là người thàm mắt thịt, bằng xương bằng thịt, nhiều lúc nói cũng bức xúc mấy chế. Kệ, đúng không? Kệ. Đó, bà nói tôi lừa đảo gì. Mang tặng kinh tặng nghiệp, chị Mai đọc đây, bà vô bà để số điện thoại lại giùm tôi kiểm tra liền các bà có mua gì bên tôi không. Dạ. Em biết chị Mai mà, chị Mai nói chuyện rất dễ thương. Dạ. Giờ em kết thúc live quay phiếu cho mấy chế nè. Có cái bà đó, bà mới vô, bà nói em lừa đảo. Để kinh cho em đọc đi. Em đâu phải mà em nói nha mấy chế. Tặng kinh em tặng 3 năm nay rồi. Kinh lại nhà giờ còn một tủ kìa. Nhân viên em vô bọc sẵn hết vậy nè. Nè.
nha. Phải chi mà em nói em tặng kinh mà không tặng em chờ là em đọc vô cà phê em hoài khổ ghê. Chị cắt tôi em chào chị. Ở đây có đứt mạch sức mạng mà chị ơi. Ở không có đứt hết à, không còn đâu. Em hồi xưa em nói thiệt chứ mấy chế luôn, không được như ngày nay đâu nha. Ở đời có đức trời cho hơn mà không phải trời đẩy. Ở mà giàu mà mấy chế giàu, mấy chế không có đức 100 tỷ cũng không còn. Em nói thiệt luôn, cũng hết à. Còn người ta có đức mà người ta có đức mà từ bàn tay trắng đi lên luôn á mấy chế. Em nói thiệt nha. Đó. Em không bao giờ nói làm gì. Mấy chế coi em biết, nhân viên em ở nhà em mới biết thiệt. Mấy chế mua đồ em biết em sao nha. Rồi em quay phiếu mời Phật. Chào chị Mai dạ. Trời ơi bà biết mất tiêu rồi. Bắt đầu bà đẩy số điện thoại là dùm tôi ra, bà mua gì bên tôi còn lừa đảo đây. Khổ ghê vậy. Chị nói chuyện có tâm dạ. Mấy chế coi đó. Trời ơi thiệt. Bán nãy giờ mới nhũng cái đảo luôn. Bây giờ mới nói cà phê mới nói lừa đảo. Để kinh là cho em đọc đi. Em nghiệp nặng lắm. Dạ thiệt, em biết em nghiệp nặng nha mấy chế. Em đọc chú Rà Bi á là không thuộc. Nó khùng rồi. Kệ đi mấy chế. Thì nói chung ra là trên xã hội mà. Xã hội ông Phật á thì còn ông trời á ở còn không vừa lòng người nữa. Đừng nói chi mình hay mấy chế đúng không. Mình là người thà mất tịch. Kệ em ta đi đúng. Dạ đừng bức xúc. Dạ biết rồi em đâu bức xúc đâu. Tại em nói cho bà chơi vậy. Quay phiếu tặng quà nè. Có bà nào trúng đây. Trần ơi chị Trần luôn không có hình luôn chắc mồ rồi cái này tối hụ tối hụ à sao vậy rồi em có tối đâu. Ủa hàm ăn yếu chưa quay mấy mộng mộng vậy cái máy này tửng từng tưng hả chị Trần luôn ơi á, em tửng dữ lắm mấy chế ơi chị nói chuyện có tâm dạ em cảm ơn mấy chế đang xem like em cả nhà mình thật nhiều. Rồi chị Trần luôn giùm em không cái hình ảnh không có đại diện không có hình rồi này rồi ngày mai trúng rồi sao đây con lấy cái máy khác đi con ơi cái mạng nó yếu quá cái máy nó bị chị Thích Ly ơi em chào chị Cát Bụi ơi khỏe chị đó mấy chị yêu em mối em 6-7 năm không chị Cát Bụi này xa lắm thuốc ở ngoài hút ngoài Phan Thiết luôn vô nhà em tặng kinh không đồng á chứ ơi tặng kinh không đồng. Tối mai em không có trực tiếp được nha. Tối mốt chắc cũng không luôn. Thôi kệ đi, bỏ qua đi chị. Dạ, người ta phá chị. Dạ, em biết rồi chị. Kệ ai phá đi. Nó phải chờ đợi em chứ. Dạ, mấy chị em mình thương là vậy đó. Dạ, em bán đất là nhờ mấy chị em mình hết. Em cảm ơn cả nhà mình thật là nhiều. Đây, chế nào đây? Chị Hằng Chương nha. Hằng Chương cái hình cái bông chụp màn hình lại hộ cô con. Đứa nào ở bển chụp màn hình. Này. Chụp màn hình lại hộ cô, ngày mai mấy cô trúng thưởng nè. Con là nhân vật chính Zalo. Rồi. Hằng Chương giùm em nha. Hằng Chương. Hằng Chương. Con coi cái cô đăng live trực tiếp con chụp lại. Hằng Chương giúp em nha mấy chị ơi. 1 500 ngàn. Em chưa mua đồ chị Mai như lần nào em cũng thích coi chị Mai. Dạ em cảm ơn chị. Cô em là được rồi mấy chế. Nhầm chị không có thích đeo vàng. Rồi nhầm chị thương lắm. Rồi một phần là 2 đô 500 ngàn. Và một cái sâu chuỗi Phật. Hồi chiều có hai em trai loại chị Mai. Ủa chị Mai tặng thiệt luôn hả? Nãy giờ chắc về tới nhà chắc cũng coi em. Ủa chị Mai chơi game chị Mai tặng tiền thiệt luôn hả? Ôi trời ơi không lẽ tiệm chị gì bán chị tặng giả. Tặng thiệt chứ tặng giả gì. Đúng không cả nhà? Chơi thiệt hết, tặng thiệt hết nha. Tất cả gì cũng thiệt hết, đồng cũng thiệt, người cũng thiệt, tặng cũng thiệt, vàng cũng thiệt và tiền cũng thiệt. Cái gì cũng thiệt hết, không có chơi tầm bậy nha. Nói tặng là tặng, nói không tặng nhân viên mình nó coi ra gì. Ồ cái bà Mai này, bà làm bộ quá. Lên like bà tặng rồi bà không tặng. Đúng không cả nhà? Con cháu mình nó coi mình ra gì rồi. Bà đi tào lao quá, nghỉ ở giọt thuốc áo về. Đúng không? Không bao giờ nói vậy nha. Khi mà đi về nhà nó ở nằm lại nằm khi coi cô Mai. Ô cô Mai này, rồi các bạn thấy khiếp quá. Bà lại bà nói bà tặng ta đâu có tặng đâu. Đúng không?
đâu, nó đâu có ở với mình hoài đâu cả nhà. Có duyên mới ở chung một nhà, mà không có duyên mới ở chung mình 3 tháng, 2 tháng, 7 tháng nó cũng nghỉ. Rồi nó coi mình ra gì? Đó nè, giống ly nè, coi ra gì đúng không? Ở với em mấy năm trời nghỉ cũng lại nữa. Điều nhân viên em nói thiệt nha, đang coi em nhiều lắm. Con từng đi làm á, chưa chỗ nào, cô chủ nào tốt như cô Mai. Em nói thiệt nha, nghỉ xong cũng lại xin lại làm, nghỉ xong cũng xin lại làm. Bây giờ em đang còn 4 đứa đang là xin lại làm đó. Chắc ngày mai vô rồi. Cái này mới thì đó, 80 chế hoài luôn, quên mất tiêu tên gì nè. Rồi chị Trương, chị Hằng Trương nha. Chị Hằng Trương, quay nữa ha. Ủa sao con cái mảng quay mồng mồng như con? Tặng kinh không đồng, tặng quà không đồng. Nè, chị Thi Ly có chúng em biết nhiêu lần nè. Chứ mấy chế biết sao, năm nay á, mùa dịch đó, nhầm khi mấy chế đổi đồ quá, nó lộn xộn là vậy đó. Chứ hồi xưa giờ không có. Tại nhiều cái anh shipper á, mua mà còn không điện thoại, cái này em trả em luôn. Nhầm shipper á, mấy chế nó vậy đó. Dạ, khổ lắm mấy chế Nguyễn Đậm nha. Nguyễn Đậm này chúng biết bao nhiêu lần luôn nè. Nguyễn Đậm chúng nhiều lần lắm á. Nguyễn Đậm chúng cả mười mấy lần bên em á. Rồi chúc mừng Nguyễn Đậm nha. Này con, Nguyễn Đậm này chúng nhiều lắm ở Cà Mau. Bông sen, chị Diệu hoặc Diệu Hoài nha. Diệu Hoài nha chị ơi. Diệu Hoài em tặng tới 10 phần á, mấy chế đợi em nha, 10 phần lớn á. Rồi nè, cháu em nó ghi tên nó để vô đây nè, mấy chế đúng tên đó là nè, cái tên để cho đây nè, rồi tiền để cho đây nè, chút xíu nữa là mấy chế chụp hình gửi qua Zalo giùm em nha. Tại tên giống tên cho mấy chế chúng hình bông sen này mà tên là Diệu Hoài giùm em nha. Rồi Diệu Hoài thôi. Hello Trang Trương ơi. Dạ, thì em chào thì nha. Dạ. Mấy chế coi đúng tên mình á, mấy chế có ngủ ngày mai cũng được nha mấy chế, không có sao hết. Coi cuối like, em like. Nha chị Trần Gia Bảo nha. Trần Gia Bảo, hình em bé nè. Trần Gia Bảo, rồi mấy chế cứ mua nè, đó. Ủa, cái này cô này tặng kinh luôn hả? Cô để trong kinh á, cô để trên ngân tự nó tặng kinh. Đâu có. Cái này đâu có tặng kinh. Cái này đang chơi game mà. Trần Gia Bảo nghe mấy chị ơi. Trần Gia Bảo cái hình em bé nha. Trần Gia Bảo. Rồi mấy phần này con. Ba phần Gia Bảo. Rồi 4 phần nha. Rồi còn nữa nghe mấy chị. Từ từ đợi em tới 10 phần lưng á. Tối sau em like chắc hết tiền đô rồi mấy chị. Hết rồi. Hết tiền đô tặng nha. Rồi em coi còn gì em tặng cái đó nha cả nhà. Tối nay còn 2 đô thôi, hết rồi. Còn có 2-3 tờ nó hết luôn. Ủa sao Trần Gia Bảo nữa? Kỳ vậy. Em quay lại nghe cả nhà. Tại vì cái chị nào chia sẻ nhiều á là nó nổi lên chị đó. Tại vì em luôn bằng cái máy hệ thống em á. Bữa em không có quay được. Bữa nay quay. Cho tôi một món đi cô. Dạ. Chị Thanh ơi, chị có trúng thì em gửi tiền nghe chị. Chị tặng kinh không? Ủa sao Trần Gia Bảo nữa vậy? Ly ơi, cái máy này mạng quay quá rồi Ly ơi. Chị Mai tặng một phần. Dạ. Mấy chị ơi, em quay bằng máy. Mai mốt mấy chị bấm nút theo dõi trang em đi. Lúc nào em cũng tặng quà cho cả nhà mình hết. Em cũng chơi game hết nha. Ly ơi, cái máy này tửng rồi con ơi. Gia Bảo không à? Con Mỹ chưa. Nó mạng nó yếu nè, nó quay mồng mồng luôn nè. Cô cho con vô máy gác cho con đi. Cái máy nào vậy? Máy khác đi con. Chị đòi tặng kinh không đồng lấy giùm em nha. Cái bà chị bà mất tiêu rồi. Bà Liễu. Hả? Bà ta tên gì vậy? Nghe cô nói Liễu vậy. Trời ơi ghê. Nguyễn Liễu. Hả? Nguyễn Liễu hả? Đợi em cái nghe bà chơi. Gì lý do kỹ thuật. Cái máy em nó bị mạng yếu á. Máy nhiều lắm bà con. Đó em đặt 3 bộ xi men chấm bi nhỏ đẹp lắm. Dạ.
Simi chấm bi nhỏ là 550. Mấy cái mua đồ em đẹp lắm, khỏi lo, cái nào cũng đẹp hết trơn nha. Cái nào cũng đẹp hết trơn thiệt á. Mấy bạn này con, thôi đem để đây con. Quay lại nghe mấy chị ơi. Các bạn em nó sao nó máy nó từng nó yếu quá. Bốn phần này ha, còn 6 phần nữa đó. Đợi em chút xíu nha. Dòng màu cánh sen. Dạ dòng màu cánh sen 700 nha chị Hương Quê ơi. Dạ dòng tay 700 màu cánh sen. Dạ ok chị Minh Thương nha. Dạ 700. Đẹp lắm nha cả nhà. Màu xanh, màu sen, màu trà. Dạ chị Hương Quê giùm em nha. Chị Hương Quê nghe mấy chị ơi. Chị Hương Quê nè. Cái hình cái cây màu xanh nó sao nha. Chị Hương Quê. Nè con. Rồi. Mấy cái của chúng là để tên trên đây nè. Đó. Rồi mấy cái chụp màn hình lại giúp em. Tại nhân viên em nó chụp màn hình cái chị chúng nó cho này. Với trên máy trên hệ thống em có luôn mấy cái cho này. Cái máy tính em có luôn cho này. Em chơi bằng máy hết. Em quay bằng máy hết. Em like chạy đơn ra bằng máy luôn. Chứ đâu có chạy bằng tay nổi đâu. Mấy cái vô số điện thoại là tự cái máy em chút. Chạy đơn em like xong chạy đơn ra hết nha. Rồi chị Ngọc Giàu Lê. Cha Ngọc Giàu Lê này nãy chị này có mua một cái nhẫn cốc màu xanh xanh mã số 2 200 nè. Em nhớ dài lớp. Đó. Nè chị này mặc áo tím nè. Mai gửi quà chung chiếc nhẫn chị luôn. Chị đó nãy có mua một chiếc nhẫn cốc màu xanh. Rồi chị Ngọc Giàu Lê. Tới cái này. Chị ơi, nè chị Ngọc Giàu Lê là chị có trúng cái này nãy chị mua chiếc nhẫn cốc nè, mai em gửi chị luôn nha. Cốc màu xanh lá. Ủa cái này còn cô còn xong nó rồi. Cô cái năm xong mà. Em quay nữa nghe cả nhà ơi. 6 phần này ha. Mấy phần này. Chị nào hết trong tay em là hết nha. Cô lấy cô kia cô vô cái này này hả? Đó đúng rồi. Ôi ơi, nó thoát ra em quay lại cái nghe cả nhà. Mất hồn. Chị lấy cho em dây phát lập 600. Để chị lên liễu ơi. Mẹ Quan Âm xanh lớn. Dây phát lập 600 thì thường khi chị đeo cái dây nó nhỏ nha, dây nó 7-8 chỉ thôi. Chị đeo mặt Quan Âm chừng 200-230 được rồi. Mặt mẹ Quan Âm 200 em mới làm xong nhiều lắm. Ủa sao cô đó lại. Ủa cái máy này nó bị cái gì á. Chạy người 2-3 lần luôn này không. Nó đã tỉnh rồi đi. Ồ chị này đó rồi. Rồi ơi tối nay lý do kỹ thuật. Con cho cô cái gì đó 600 cho cô gì coi nè. Chị ơi mặt mẹ Quan Âm cỡ 230 đi. Bà thích 280 thì gửi 280 thì nó hơi bự. Hộp hàng đúng với 600. Đợi em chút nha chế. Mấy chế ơi. Dây phụng dây sắn đang làm nha mấy chế ơi. Chưa xong. Tại em đang làm đồng khó làm lắm. Em phải làm đẹp lại. Em mới bán cho cả nhà mình nha. Dây phụng dây sắn đang làm mấy chế. Đợi em mấy bữa nó từng có nha. Đồng khó làm lắm. Từ từ để em làm được xong em bán cho mấy chế. Nè dây phân lập 600 nè chế ơi. Chị Liễu Lê ơi. Lê Liễu ơi. Dây phân lập 600 nè chị yêu. Rồi vậy mặt mẹ Quan Âm bên em thì 200, 203, 208 và 308. Có 3 loại luôn nha. Dạ chị Trần Lon. Chị Trần Lon không có hình luôn nữa Trần. Trần ơi chị này không có hình luôn. Cái máy này mạng yếu quá chạy lên lấy cái máy khác ra lên. Mới động vậy chân hả? Rồi chị Trần Lon không có hình nha mấy chế ơi. Không có hình thì sao trời. Chị Trần Lon. Ủa? Chúng ta tỉnh thiệt rồi đó. Tiền trong tay này để đưa cái gì em biết nữa. Nè cô Trần Lon không có hình nè cô. Rồi chị Phạm Thị Nga nha. Phan Thị Nga. Phan Thị Nga giùm em nha. Chị Phan Thị Nga. Rồi Phan Thị Nga. Con ơi. Vậy là còn sâu nữa con đi. Mắc hết sâu rồi. Cho con sâu chữa xanh nó đi. Cái này quay trên 10 phần đúng đó. Có lần sau có quay 5 phần thôi nha. Cái này là 5 phần thôi mấy chị. Tại vì em bữa đó em cái máy bị hư á. Thành ra em bữa nay em quay tới 10 phần.
dòng tay 700 màu sen. Dạ ok chị. Dòng tay này mấy chị. Rồi chị Quanh Kiều nha, chị Quanh Kiều. Chụp hình lại nghe mấy con ơi. Quanh Kiều ngay mấy chị ơi. Chị Quanh Kiều. Quanh Kiều. Rồi, chị Quanh Kiều. Rồi con phân lần nó hết nha mấy chị ơi. Lần nó hết nha. Lần nó hết á. Mấy chị mai mốt mấy chị bấm nút kết bạn với em cái mấy chị chia sẻ là nó lên cái hệ thống nó quay. Mỗi lần em lên em tặng quà cho nè. Hồi xưa nay em tặng cho mấy chị cho vui. Để em công mấy chị chia sẻ cực khổ. Đó. Em chơi là em gửi không? Hết nha. Trời chị chồng lâu hoài. Cái máy này bữa nay nó kỳ quá mấy chế ơi. Nó mạng nó yếu nó quay mồng mồng hoài à. Mấy chế xin thông cảm giùm em nha. Mày hỏi anh Lợi nữa không? Dạ chị Thị Thấm giùm em nha. Chị Thị Thấm. Thị Thấm giùm em nha. Chị Thị Thấm. Rồi hết nha mấy chế ơi. Hết rồi đó. Mười phần. Rồi đây. Mười phần. Cái nào trúng thì ngày mai cứ chụp màn hình lại giùm em nha. Gửi qua tin nhắn. Rồi nhân viên em sẽ nhắn cưới nè con. Nhân viên em sẽ gửi cho mấy chế. Em kết thúc like nha mấy chế ơi. Like dòng bi. Dòng bi 1 triệu thôi mấy chế ơi. Em đuối quá. Em mỗi chùa mất mỗi lưng nữa. Hết nổi luôn nè. Dòng bi 1 triệu. Em nghỉ nha cả nhà ơi. Ly ơi tắt hộ cô Ly ơi. Em chúc mấy chế ngủ ngon nha. Hai ba đêm em mới like nữa nha cả nhà ơi. Em chào mấy chế hết. Dạ. Chúc mấy chế ngủ ngon.